tu hôm nay mai tai khổ, đời sẽ an vui mình sống thanh thản. Đường đời còn bao nỗi lầm than, Câu Di Đà tỏa sáng nhân gian, ta đi theo ánh sáng nhiệm màu, ta đi theo lời kinh tiếng kể cho trí tuệ sớm mở tâm mình, tu sẽ được hạnh phúc muôn năm. Điều quả ca Nam Mô xong ha, cái phần giảng ha, còn cái gì nữa không? Vậy là xong, bắt đầu vào bài giảng ha. Kính lạy Đức Thầy Thích Ca Mâu Ni Phật, mong thì hôm nay cũng có nhiều lần về Phật pháp, mà cũng là ngày ngày 5 tháng 7. Thì cũng có thừa thôi, đó ông mới đồng ý cho năm tông thì đúng ha. Thì hầu như giữ về tứ niệm xứ, nhưng cái cách giảng bên năm tông đó, thì nó hơi khác với bắc tông. Và theo cái quan điểm của tôi xin nói là tôi xin xưa thước trước ha, là dầu cho Đức Phật, dầu cho các vị thiền sư nổi tiếng, dầu cho là cái truyền thống, chúng ta không phải làm sáng tỏ, chúng ta rất kính các ngài, nhưng xin thưa đừng có sợ các ngài, đừng có sợ cái hào quang các ngài. Nếu quý vị chịu vậy thì tôi đi sâu vào, tôi chỉ làm sáng tỏ những cái chỗ mà không sáng tỏ của các ngài thôi. Thành ra tôi coi hết những cái kinh gì tứ niệm xứ bên năm tông, tôi thấy có nhiều chỗ hết, nhiều chỗ không sáng tỏ. Mà nếu không sáng tỏ thì trở lại cái đạo người trời chứ không phải đạo Phật. Cái đó là cái sự thừa trước với quý vị. Nếu đồng ý thì chúng ta trao đổi vào đó. Tôi không phải nói tôi đúng, nhưng mà là quan điểm của tôi, thì tôi xin chịu trách nhiệm. Tôi đã nói trước là nếu tôi đúng đó, tôi thành Phật, mà trật thì tôi thành ma. Thì quý vị đừng theo tôi mà cũng đừng bỏ. Đây chỉ là cái chất liệu bồi dưỡng thêm cho quý vị, để có thêm sự suy gẫm cho làm sáng tỏ, đừng có lọt vào ngũ âm ma. Rồi qua tới Đại Thừa thì giảng về tứ niệm xứ. Mà cái hay nhất của Đại Thừa đó, giảng hay nhất có lẽ có Hòa Thượng Nhất Hạnh. Thì tôi có đem cái quyển đó theo, thì tôi mong là quý vị nên mua quyển này để coi, là con đường chuyển hóa. Ngài kêu tứ niệm xứ là con đường chuyển hóa, còn kêu đó là kinh bốn lĩnh vực quán niệm. Vì Hòa Thượng Nhất Hạnh danh từ tùm lum hết, nhức đầu con đường chuyển hóa. Thành ra tôi đọc vô cái con đường chuyển hóa, tôi thấy cái chuyển hóa là không đúng. Thì đó quan điểm của tôi thôi. Đạo Phật không có chuyển hóa, chuyển hóa chỉ là người trời thôi. Đó là danh từ của thế giới thành không. Mà trí tuệ là không có chuyển hóa, là một sự nhận lại thôi. Nhưng mà Ngài giảng, Ngài có phê bình, cũng giống như tôi, là cái chỗ không sáng tỏ của năm tông. Mà năm tông, cái gốc của năm tông lấy đó, là tu chỉ
mà tôi thấy cái chỉ hồi trước tôi có giải rồi, năm ngoái tôi có giải rồi, nhưng mà tôi thấy quý vị không hiểu. Sau qua cái sự trao đổi, vì tôi thích trao đổi quý vị chỗ đó là tôi không phải làm khó, nhưng bữa nay chắc là không dám trao đổi nữa, vì quý vị không thích. Cái chuyện thích thì thôi, chứ còn miễn cưỡng bắt buộc để trao đổi thì tôi thấy nó không có sự hứng thú, không có sự là trao đổi thật sự, với sự bị bắt buộc phải trao đổi, thành ra tôi không dám kêu nữa. Bữa nay chắc là ngày giải chó tôi. Rồi nếu thật sự thì chúng ta tiếp tục, còn không chắc chúng ta dẫn nhau xa lâu quá. Thì tôi muốn nói về cái những cái điểm cốt yếu để quý vị coi lại cái bên Nam Tông. Thì bên Nam Tông thường kêu là minh sát tuệ, thì chia ra 16 pháp minh sát tuệ. Mà cái gốc của Nam Tông đó là tu chỉ rồi qua quán, tức là chỉ tôi đã giảng kỳ rồi rồi. Ví dụ hơi thở vô thở ra đến 1, hít vô thở ra đến 2, tức là tùy sổ tức. Rồi hay là còn kêu là tầm nữa. Rồi sát là theo dõi hơi thở của mình, thì ra kêu là tùy tức. Thì nếu theo cái đó, sổ tùy chỉ quán hoàn tịnh định xả, hay tầm sát hỷ lạc tịnh định xả, thì chúng ta đi vào cái sơ thiền thôi. Tức là niệm Phật đếm từ 1 đến 10, niệm Phật khỏi đếm, thì còn phải tầm sát. Thành ra nó chưa có nhất niệm được. Thành ra trong kinh Đại Thừa thường kêu đó là ly dục sanh hỷ lạc. Thế nó phóng ra thì kéo lại, phóng ra là tạp niệm, kéo lại là nhất niệm. Còn nó phóng nữa mình kéo lại là nhất niệm. Để kéo được vô là nhất niệm, mà phóng đi là tạp niệm. Thành nó còn tranh đấu giữa tạp niệm và nhất niệm, chưa có gọi là định được. Tới nhị thiền, định sanh ý là không có tầm sát nữa, hỷ là định định xả, thì cái này mới thật sự là định. Hôm trước tôi có giảng rồi, tôi giảng rành lắm, bây giờ quý vị không nắm được. Thành ra tôi buộc lòng tôi phải nhắc sơ thôi, nhắc sơ thôi, quý vị ráng mà cố gắng hiểu, phải động não một chút, chứ đừng chút khó khó một chút là la làng thì tội nghiệp tôi. Cái giảng nó khó lắm, giữa tư tưởng thì dễ giảng, mà giữa tư tưởng qua mắt nhã rất là khó. Thành ra tôi hôm trước tôi có nói đạo Phật dường như là mất rồi, chỉ còn đạo người trời thôi. Mà chúng ta làm sao mà tôi dám nói câu đó? Thì mình phải nắm vững cái căn bản của đạo Phật. Thì nắm cái đó rồi mới đem chiếu rọi vào những cái pháp giảng của bên Nam Tông và Bắc Tông. Đó thì thường thường đó là cái thứ hai, đó là khỏi cần niệm Phật, khỏi cần đếm hơi thở, khỏi cần đếm, khỏi cần theo dõi hơi thở, mà hơi thở với cái tâm nó dính liền nhau, thì kêu là định sanh hỷ lạc. Thấy không? Thân an, tâm hỷ, và tư tưởng, cái hơi thở kéo tư tưởng trở về đó. Rồi như vậy rồi chúng ta liên tục, cái đó kêu là nội tỉnh nhất tâm. Trong kinh kêu nội tỉnh nhất tâm, tức là không hướng bên ngoài nữa, mà hướng tất cả vào bên trong, tập trung vào cái đối tượng duy nhất, mà không có những cái tạp niệm nữa, thì ở đây là định sanh hỷ lạc, chứ không phải ly dục nữa. Thì cái này kêu là nhị thiền. Thì từ đây đó chúng ta quán, chúng ta có thể qua bát nhã, còn không là đi tuốt lút. Rồi tới như vậy chúng ta làm sao cho nội tỉnh nhất tâm liên tục. Thành ra nội tỉnh nhất tâm chúng ta dễ lầm với nhất vãng lai, và thánh nhất vãng lai cũng nội tỉnh nhất tâm, mà nhị thiền cũng nội tỉnh nhất tâm. Mà chúng ta cho cái vãn thánh nhất lai mà nhận đó là nhị thiền, chúng ta lọt vào ngũ âm ma. Nó khích xe nhau, nó giống hệt nhau thôi. Thành ra bên nhị thiền thường cho mình tương đương với nhất vãng lai, thì sau qua bát nhã chúng ta nói tương tự chứ không phải tương đương, hai cái đó nơi khác. Rồi tới cái ba là tam thiền. Khi mà nội tỉnh nhất tâm được liên tục, không gián đoạn, thì kêu đó là chánh niệm tỉnh giác, là ly hỷ diệu lạc, bỏ cái hỷ luôn, chìm đắm trong cái lạc, thân lạc tâm lạc. Hồi nãy là thân an thì tâm hỷ, hai cái nó tách rồi. Bây giờ toàn thể thân thể đều là lạc tỏ hết, mất thân luôn. Trạng thái tam thiền là không thấy thân mình nữa, vì toàn thân đều lạc thọ hết. Thành ra trong đó mới là thân lạc tâm lạc, mà các bậc thánh gọi là xả niệm lạc trú. Thì hôm trước tôi có giảng kỹ lắm, hôm nay giảng nữa là không có thời giờ, tôi nhắc lại thôi. Thành ra tôi đòi hỏi quý vị là nghe, tôi phải nghe nhiều và phải
ôn bài vở để trả bài. Thì tôi mới nắm được cái trình độ của vị, tôi mới giảng sâu nữa. Từ hôm trước trao đổi với trưởng tôi mới thấy là cái nhất niệm như trưởng nắm không vững. Ngài cho rằng cái quán đó thì không có chỉ. Thì tôi nói chết rồi. Quán không chỉ làm sao quán? Như hôm trước tôi có giảng rồi, chỉ có thể không có quán được. Nhưng mà không có quán nào mà không có chỉ hết trơn. Cũng như hôm trước tôi giảng về vấn đề nhân quả cũng vậy. Có thể nhân quả mà chưa có nghiệp, nhưng mà có bất cứ nghiệp nào cũng có nhân quả trong đó hết. Định lý ngược nó không có đúng, có điều đó không đúng. Nhân quả là nhân quả, chưa có nghiệp trong đó. Nhưng mà khi đã nghiệp rồi là phải có nhân quả trong đó. Còn chúng ta tu chỉ không? Chỉ là gì? Là dừng cái tư tưởng lại để mà quán chiếu vào một cái đối tượng duy nhất, gạt tất cả mọi đối tượng để thấy rõ nó. Thì chúng ta có thể tập trung kỹ mạnh lâu sâu mà chúng ta không quán được. Chẳng hạn như mà nổi sân, thì tôi lấy thí dụ hôm trước tôi có giảng rồi mà quý vị nghe rồi quý vị không chịu ôn lại. Thành ra tôi muốn đòi trả bài là chỗ đó, hãy trả bài tôi biết quý vị hớ chỗ nào. Còn nếu đắc quả lãng người ta không cần, người ta đi thẳng vào lại gia quý vị, tôi đâu có đắc thánh quả được. Thành ra trao đổi với tôi là tôi biết cái trình độ liền. Mà tôi thấy quý vị tiếc lời nói quá, không chịu trao đổi gì hết, thì tôi đâu có biết cái trình độ làm sao. Mà nếu quý vị hớ chưa sáng tỏ tôi phải giảng lại. Còn nếu sáng tỏ tôi đi sâu hơn. Mà nếu chưa sáng tỏ mà tôi đi sâu nữa thì cuối cùng không được cái gì hết. Rồi không đi được và đi xa làm sao đi được. Lớp mẫu giáo lớp 1 mà chưa thông làm sao qua lớp 3 lớp 4 được. Thành ra cái ý của tôi là muốn giảng quý vị phải nắm được. Mà nắm được thì phải trả cái bài cũ. Mà thí dụ thiết lời nói quý vị không thèm nói hồi đến thinh hết. Thì tôi phải đành thôi. Tôi đành rút lui thôi. Thành ra cái kết quả không phải lỗi ở quý vị mà lỗi ở tôi. Tôi không biết cách làm như thế nào, mặc dù tôi trình độ tôi đều có giới hạn thôi. Chứ tôi đâu phải là bậc thánh. Thì tôi giảng theo cái khả năng hết mình của tôi. Tôi tìm đủ cách trên ví dụ để cho quý vị sáng tỏ. Nhưng mà gặp nhau mà biết rằng một tháng gặp nhau có một hai lần thôi. Để đi lâu quá nó lật nhắc. Mà phải quý vị về quý vị chịu nghiền ngẫm lại văn tư rồi mới tu. Quý vị văn mà quý vị không tư, không có suy nghĩ gì hết trơn. Quý vị không hiểu hết rồi làm sao áp dụng được đời sống của mình. Giờ trở lại, thành ra mấy vị bên Nam Tông nó thường thường đi vào cái chuyện. Ví dụ tôi nổi sân, bây giờ tôi cứ dùng hơi thở hoặc niệm Phật tôi đè nó xuống. Mà nếu có sức lực tôi mạnh, cái chỉ tôi mạnh hơn thì cái sân nó nằm bẹp mấy dưới. Thế là im. Thì tôi chỉ không, tôi không có quán gì hết. Nhưng mà cái này mà đè mà nếu nó bức xúc nó mạnh hơn nữa thì đè hơn nữa. Nếu ly dục sanh hỷ lạc không được thì cái định sanh hỷ lạc. Định sanh hỷ lạc thì trừ cái sanh, ly dục sanh hỷ lạc thì cái thuyền tham dục không trầm với nghi thôi. Hôm trước tôi có giảng cái này rồi lắm à. Như trưởng đã bắt trừ cái tham dục trước, tôi nói là không được. Tầm thì trừ hôn trầm, sát thì trừ nghi, hỷ thì trừ sanh, lạc trừ phóng vật. Bất lạc bất khổ thọ mới trừ tham dục, tôi bắt từ dưới lên đó. Thì trong kinh mấy năm tông giảng tùm lum hết. Cứ chỉ vô ngay tham dục trước. Mình phải có con mắt tạch pháp chứ mình không phải vì hầu quan các ngài mà mình sợ rồi mình theo. Cũng không có cái vụ đó. Thiền sư thì thiền sư nổi tiếng không ạ? Thái Lan, Tích Lan, nhất là thiền sư Tích Lan. Ông nào nấy cũng là tiến sĩ không? Mà bất chấp tiến sĩ gì tiến sĩ mà không sáng tỏ là tôi vẫn làm là tốt. Vì tôi đã nói trước cái gì phải có cái can đảm như vậy. Thì Đức Phật đã có nói rồi, đừng nghe ai hết. Dầu đó là truyền thống, dầu đó là bổn sư, dầu đó là mật minh sư. Minh sư thì kệ nó, nhưng mình phải nắm cái gốc, mình trạch pháp vô đó. Bất tri tắc vấn mà bất minh thì tắc học. Thì không biết là phải hỏi, dầu như Đức Phật bây giờ giảng, bây giờ tôi thấy sát với tiêu biết tôi cũng phải hỏi Ngài thôi. Hỏi Ngài tức là cung kính Ngài. Còn nói mô Phật, amen, Ngài dạy sao con nghe vậy. Thì tôi đó là cái đó thầy Đức Phật nói là phỉ báng ta. Theo ta mà không hiểu ta tức là phỉ báng ta. Mình theo Đức Phật để làm cái gì? Để hầu hạ, để ăn mày cái phước báo của Ngài? Không, không có đó. Đức Phật ra đời là muốn mỗi người chúng ta phải thành thật như Ngài. Cái quả Phật không phải là riêng mình là Thái tử Siddhartha, mà nó là chung cho tất cả.
Phật đến là để mỗi người chúng ta phải thành Phật, như Phật, bằng Phật. Nếu tôi nói sai tôi chịu tội thôi, còn các tôn giáo khác thì không có. Chúa là trên hết, mình bằng Chúa là phạm tội phạm thường. Tôi mà sở dĩ đi tu là Phật và tôi thấy cái chỗ đó. Tôi là đó hôm qua bên Thiên Chúa, tôi học trường Thiên Chúa là chứ tôi không có vô đạo. Nhưng mà khi ông cha giảng là nói Chúa là trên hết, có vậy Chúa rồi tôi cũng làm Chúa được. Nói em nói em phạm thượng. Tại sao có mình Chúa là Chúa mà mình không được làm Chúa? Mình phải là hầu hạ Ngài, phải nô lệ Ngài, phải sinh vì nước Ngài, phải làm con cháu của Ngài. Phật thì đó nói là Phật ta là Phật đã thành, các con là Phật đang thành và sẽ thành, hai cũng là Phật nếu chịu đi theo con đường hướng dẫn của Ngài. Thôi thì chúng ta trở lại thành ra cái căn bản của năm tông mình phải nắm được. Một là đi theo chỉ, thì như tôi nói đã sanh rồi đó thì mình cứ đè nó xuống, rồi đè không được nữa thì phải lên tầm sát, rồi tới hỷ, hỷ không được chìm lắm trong lạc, lạc rồi bức xúc không nổi nữa thì qua cái bất lạc bất khổ thọ. Bất lạc bất khổ thọ là không còn xác thân, không còn cảm giác nữa. Có xác thân có cảm giác mà đè nén tới không để ý tới nó thì cái này là cao nhất, mà hơn nữa đó, nó mạnh hơn cái này nữa thì nổ thôi, xuống địa ngục thôi. Thành ra cái lối tu mà chỉ nó nguy hiểm, nhưng mà đạt tới tướng thiền thì khó đủ. Cõi đó thường thường đó, trong kinh là cái bất động địa. Bất động địa là gió bất không, không đụng tới nữa. Nước, đất, bão tố, di dông tố, nước lục, nước giò, lửa cháy, không đụng tới người tứ thiện. Thì nó tương đương giống hệt như bất lai. Đó là hiện tại lạc trú, còn bất lai là hiện tiền lạc trú. Bất lai là không có nhập, không có xuất, mà luôn luôn ở trong thường định. Thì cái đó nữa tôi giảng qua, tôi hôm trước tôi là chú trọng về cái tư tưởng bất nhã. Thành ra tôi có cái bản mà đưa, tôi giật mình, như trưởng nói là sư giảng rồi tôi còn không nắm hiểu cái danh từ hư vô di tế, hư minh lối siêu soi, mà tôi nhớ tôi có giảng rồi. Tôi có đưa cái bản cho mỗi vị, có cái mũi tên đó. Nghe ông Minh Cảnh nói ai đó đem thảy vô sọt đó, thì cái sức giảng của tôi nó bắt đầu nó xuống. Tôi nói trời ơi, cái lỗi của mình quá nặng, mình đem giảng cao quá. Mà quý vị nên nhớ gặp nhau có hôm năm ngoái tôi giảng 2 ngày liên tiếp. Tôi biết là nó loãng, tôi cố gắng về đây tới 2 bữa. Ở đây không khí ông bằng với tôi, nóng được quá trời, những cái chỗ nó chặt cứng à. Lên xuống là đụng nhà không, không có cây cao 4 mét gì hết đó. Nhưng mà tôi cũng ráng xuống ngủ một đêm để 2 ngày 4 thời. Mà năm ngoái như thời 2 tiếng đó. Năm nay thì buổi sáng được 1 tiếng rưỡi, chiều có 1 tiếng à. Thành ra ngoái dựng như sáng 1 tiếng rưỡi, chiều 1 tiếng rưỡi. Mà tôi còn không đủ khả năng, không đủ thời giờ để giảng. Thì quý vị thấy đó, nó khó lắm. Giảng tư tưởng thì dễ, vì ai cũng giảng tư tưởng hết. Thì cái minh sát tệ đó là pháp quán. Thì bên đó đi về tứ thiền rồi, đi vào pháp đề nén rồi mới qua pháp giảng. Quán kêu là Vipassana, người kia kêu mà Samadhi, Samatha gì đó. Thì cái tiếng Phạn là tôi không để ý lắm. Thì Vipassana là quán cái gì? Vô thường, vô ngã, khổ đạo. Cái này cũng là Phật giải thôi. Phật hỏi về sắc quẩn là vô thường hay thường, thì chư tỳ kheo nó bạch Thế Tôn, sắc quẩn là vô thường, ngã vô thường là khổ hay là sướng, thì các tỳ kheo vô thường là khổ. Như vậy có nên nhận cái sắc quẩn này là ta, là của ta, là tự ngã của ta hay không? Thì nó không đâu, không nên đâu Thế Tôn ạ. Rồi tới thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn này có ý hệt vậy thôi. Thành ra không nên nhận sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn và thức quẩn là của ta, là ta, là tự ngã của ta. Bởi vô thường là khổ, vô ngã cũng khổ. Vậy vô thường, vô ngã, khổ đau là tam pháp ấn của Đạo Phật. Theo tôi sai. Tam pháp ấn thiệt thật có giải thiệt, nhưng mà đây là tam pháp ấn của người trời để qua nhập lưu, chứ không nếu dừng ở chỗ đó là đi theo cái thế lẫn quẩn. Rồi tự nhất hạnh dường như cũng thấy được chỗ đó, ngài có phê bình trận cái cứu này. Rồi tới ngày ngài sửa lại, ngài nói vô thường đâu có phải khổ, vô ngã đâu có khổ. Vô thường vô ngã là cái định lực của vũ trụ mà. Nhưng mình chống lại nó, mình không thấy cái đẹp nữa, cái đẹp mà đừng dứt mất thôi. Thành ra ngài sửa lại con đường chuyển hóa này đó.
là vô thường, vô ngã, duyên sinh, chứ không phải là khổ đau. Mà duyên sinh là cái gì? À, tới ngày giảng thì rất hay, chúng ta bắt không nổi. Nhưng mà nếu quý vị có cái căn bản, quý vị sẽ thấy ngày giảng cũng trở lại tư tưởng nữa. Ngày đưa ra ngày giảng nó khích khao giữa tư tưởng và bát nhã. Nhưng khi có pháp hạ thủ công phu thì ngài cũng trở lại tư tưởng như thường. Bởi vì hai cái đường lối tu tập nó khác nhau. Cái lối theo tư tưởng là tập trung kỹ mạnh lâu sâu và quán vô thường, vô ngã, khổ đau để mà giọt lên cao. Từ người trời giọt lên trời dục giới, dục giới thấy là vô thường, vô ngã, khổ đau, giọt lên sắc giới, giọt lên sơ thiền. Sơ thiền là cái gai của nhị thiền, giọt lên nhị thiền. Nhị thiền là cái gai của tam thiền, giọt lên tứ thiền. Tứ thiền là cái gai của tứ không, giọt lên nữa. Giọt tới phi phi tưởng thì vô sử xứ là thấy mình tương đương gia la. Phi tưởng thấy mình tương đương với Như Lai. Thật coi là tương tở. Đây là đồ dỗn thôi. Hôm trước tôi có giảng rồi. Thì tôi nghĩ là quý vị đã có suy tư rồi, văn rồi tư. Thì hôm nay tôi áp dụng vào cái cuộc sống, áp dụng vào những cái bài giảng của các nhà học giả, các nhà tiến sĩ. Bên Nam Tông là tiến sĩ Nam Tông nhiều quá. Hòa Thượng cũng đâu có phải vợ, ngài mới thấy được cái chỗ đó thì cũng giống như thôi. Nhưng mà ngài giảng vô thường, vô ngã, duyên sinh thì ngài lọt qua tư tưởng nữa. Thì quý vị nên mua cái quyển này để coi con đường chuyển hóa. Tôi ở dưới tôi photo 60 quyển, tôi tính dạy tứ niệm xứ ở dưới. Thì tôi qua kinh 66 rồi, thì bắt đầu qua tứ niệm xứ nó dễ thôi. Nhưng mà tôi dính cái bệnh rồi, giờ tôi đi giảng tùm lum dưới giảng ở Phật Thất 5-6 chỗ, rồi phải xuống đây nữa, rồi tay tăng tùm lum, rồi đi khai thị cho người chết, bây giờ chết vô cùng. Mà trước khi chết họ là muốn gặp mặt thôi, thấy khổ chỗ đó, họ mới vui vẻ họ ra đi. Rồi mình phát Bồ Đề Tâm thì cũng phải lại đó sức mình, khai thị cho họ bốn điều là xác thân phải chết, linh hồn không chết. Mình linh hồn là cái gì chỉ cho họ. Rồi sở dĩ mấy ông bà mà tạp niệm không, nhất niệm phát nguyện là giảm sanh thôi. Mà muốn nhất niệm phải gì? Sáu căn tập trung vào đối tượng của A-di-đà. Mắt nhìn hình tượng, tai nghe tiếng niệm Phật, mũi ngửi mùi nhang trầm, miệng niệm thầm theo, cái mặt xây dựng hướng mặt trời lặn. Cái óc là quan trọng nhất, phải nhớ Phật, nghĩ Phật, tưởng Phật, đó là ba điều. Điều thứ tư là ma thì màu đen, Atula thần thì màu đỏ. Bởi vì khi mình giận cái hào quang mình, khi mà tu theo cái đó thì cái hào quang nó tủa ra thôi. Quý vị nhớ giận mặt đỏ ké, như quý vị đắc quả mình sẽ thấy là hào quang chung quanh đỏ lòn. Còn quý vị có cái tư tưởng ác đó thì cái hào quang chung quanh nó tối hù. Còn màu trắng là chư thiên, giữ giới rất kỹ. Còn màu xanh là tiên. Cái này là trong sông Mật Tông. Còn cái màu vàng nó chính là Phật. Thì khi Phật hiện ra màu vàng mà cầm cái hoa sen, đó là sắc thân. Mình nhớ nghĩ tưởng là cái linh hồn không chết, thì bỏ sắc thân này mới gái vào cái bông sen, thế là xong. Thì cái niềm tin ở các sư mặc áo vàng rất là thành ở dưới họ cho tôi là A Di Đà. Tôi nói không phải, tôi đại diện cho Phật A Di Đà thôi. Thì đa số họ giảng sanh hết. Tôi thấy cái phong tình độ nó rất là thù thắng. Giảng sanh là trước khi chết họ tỉnh. Thì tôi lợi là chết rồi tôi về thôi. Theo sư trưởng Minh Đăng Quang là không có ở dưỡng thái ma. Các vị khất sự không đi đám tụng kinh, thỉnh thoảng vì tình cận sự của sư gia, các sư đến thăm bệnh an ủi để nói pháp mà thôi. Trong chân lý sư trưởng thì tôi người sắp sửa hối tôi có quyền đến, thì tôi chỉ rồi xong đó là chết, đó là khai thị. Mà chết không chết tôi giao lại cho các ban hội niệm cư sĩ. Nếu ban cư sĩ nhiều lắm, mấy người niệm Phật 3, 4, 5, 600 mấy người đi hội niệm mà. Rồi tôi nói giao nhắc lại bốn điều này ha, đó là khai thị rồi hậu sự tôi có làm. Tóm lại cái hậu sự là không đi giấy tiền vàng bạc, hay không tiền đô la, không bỏ vàng vào miệng, những cái mê tín dị đoan của đời tôi đều để trong đó hết. Thì gia đình phải y theo cái này. Và trong 49 ngày đó sau khi chết phải ăn chay trường hết cả gia đình. Rồi sau đó phải mua chim mua nấy là kêu phóng sanh hồi hướng cho người chết, chứ đừng rải giấy tiền đồng bạc, đừng lầu kho sáu phương. Thì cái đó là những cái trong kinh tôi ghi lại rồi tôi đưa cái ban đó cho gia đình coi là hậu sự. Rồi bây giờ cứ đi hoài, người chết bây giờ nhiều lắm. Giờ bệnh hoạn chết biết nhau, biết là bao nhiêu. Mà trước khi chết là phải có tôi gặp mặt, gặp tôi để mà mới chịu ra đi. Bây giờ mình phải làm cái rồi sao, mình đã bận rộn đủ thứ á. Tôi tính soạn cho quý vị tôi photo một mớ
cái của tôi với cái mà ngủ vững tiến trình ngủ vững. Nhưng mà nghe ông Minh Cảnh nói, tôi nói thôi bỏ. Thế bài kinh 66 tôi đã làm xong tóm tắt rồi, thì có Phật tử tóc ký hay sao đó, tôi thấy ông sáng tỏ, tôi sửa lại. Nhưng mà nghe ông nói vậy tôi nói thôi, ông tính đem xuống đây nhà Pháp. Tôi nói Pháp có ai coi đâu. Tôi thì lầm, tôi tưởng Tăng Ni là rảnh nhất, không nhà, không cửa, không vợ, không chồng, không tiền, không bạc, không gì hết, chỉ có đi bát xin ăn rồi ngồi thiền thôi. Thì đâu ai rảnh bằng Tăng Ni. Cư sĩ đó đủ thứ, nào lo cho cha mẹ, có bổn phận, có quyền lợi, có trách nhiệm, đủ thứ hết. Còn người tu không có bổn phận, không có trách nhiệm, không có quyền lợi, có nghĩa là có vô số bổn phận, vô số quyền lợi, vô số trách nhiệm. Mình đâu có một cha một mẹ mà vô số cha vô số mẹ. Mình đâu có quyền lợi, có tiền bạc gì đâu, đâu có trách nhiệm mà trách nhiệm hết cả chúng sanh. Thì mình là một kiền liên, chứ không phải là cha mẹ một người như là Du Lan Bảo Yếu mà ôm nhau ngồi khóc. Mà mình phải độ hết tất cả Phật tử, tất cả chúng sanh, dầu trâu bò heo chó cũng là cha mẹ mình nhiều kiếp. Thành ra mình rất là rối rảnh. Thế mà Tăng Ni bây giờ còn thua cư sĩ. Có cái cô ở Sa Đéc cổ nói cho tôi không biết, thì tôi không mới rành, cổ nói con đi hết các chùa rồi, mấy sư cô còn bận hơn con nữa sư. Con tính xuất gia giờ sư chỉ chỗ nào mà giống như sư, chỉ đi bát xin ăn rồi ngồi thiền xem kinh thôi, chứ không có đi bán bánh ít, không làm bánh trung thu gì hết. Trung thu tới rồi, mấy cái chùa làm bánh trung thu bắt mấy sư cô đi bán, mấy sư cô phải làm suốt ngày, đặng lấy tiền vô, mà tiền làm cái gì. Đã xuất gia giới thứ 10 là không rớ đến tiền bạc vàng của quý rồi trang sức, ai thọ 10 giới là bả giữ cái đó thôi. Đằng này là 250 giới, 348 giới mà lại cầm tiền còn xài đủ thứ, điện thoại di động đủ thứ. Dưới tôi mà xuống dưới rồi đó, mà sư nào muốn nhập chúng là điện thoại di động phải gửi, tiền bạc phải gửi, tôi lo hết, không được tiết kiệm gì hết, chỉ tu tịnh thôi. Nghĩa là theo trú giả lục thời của Minh Long Quang thì ở được, còn không thì thôi đi. Mỗi người phải đi ba, rồi về ba hộ pháp xếp thêm. Tôi dưới một ba bốn gia đình xếp một ngày, xuống dưới 20-30 người cũng đủ. Muốn gì ở ngoài hãy có tăng lợi đông đó, thì họ đến là đông. Dưới bây giờ tử đông lắm, xuống hội lần 300-400. Nhưng mà nghe cái chữ Nhật giảng bài kinh 66 còn có 40-50 thì cái đó nó khó lắm. Tôi giảng về Bát Nhã, còn rầm với 30 tôi giảng về Tịnh Độ. Tịnh Độ thì rất dễ hiểu, chỉ cần nhất niệm phát nguyện là như đủ rồi. Còn cái kia khó à, phải đắc quả nhập lưu, nhất nhẫn lai, bất lai, vô sanh la hán. Mà nhập lưu với người trời giống nhau làm sao? Người trời là thuộc về ngũ âm ma, nhập lưu là dứt ngũ âm ma, mà nó giống hệt. Còn sơ thiền, nhị thiền, tam thiền nó giống như nhất nhẫn lai làm sao? Còn tứ thiền sắc giới là tứ không, tương tự với bất lai làm sao? Thì cái này mình phải nắm cho vững, nó phải nhức đầu. Mở dưới học thì nó đỡ hơn đây. 4 ngày chủ nhật cứ 7 bữa gặp nhau làm. Học rồi từng này từng sau phải trả bài, tôi mới giảng bài mới nữa. Còn không thuộc là không được. Thành ra rút lên rút hồi còn có 30-40 thôi. Thành ở dưới tôi in đó là photo 60 quyển như vậy. Ở dưới mận đầu cũng 60-70 rồi rút, bây giờ còn có 40-40 thôi. Thì trả bài ai cũng sợ hết trơn. Thì tôi nói làm bài chép trong giấy, nếu ai nói miệng thì hai ông ấy chép giấy đọc cho tôi nghe. Tôi nghe tôi biết cái trình độ liền, là tôi bắt đầu lặp lại giảng lại, hoặc là tôi giảng sâu hơn. Chúng ta trở lại để rồi hết giờ, tôi giờ hơi nhiều chuyện. Thành ra bên Nam Tông nó lấy cái tứ thiền tứ không làm cái chỉ. Chúng ta chia cái đó là cái đó thuộc về chỉ, còn cái định thì chúng ta danh từ thôi. Thì cái chỉ tôi dùng cho tư tưởng, còn cái định tôi dùng cho Bát Nhã. Cái danh từ thì nên nhớ. Còn cái quán tôi dùng cho tư tưởng, rồi cái huệ tôi dùng cho Bát Nhã. Quý vị phải nhớ lại cái nó giống giống mà nó khác. Thành ra bên Nam Tông nó lấy cái chỉ là cái pháp môn đè nén đó, thăng qua lên để làm chỉ. Chúng ta có thể tu chỉ mà không cần quán, được. Cứ đè nén thôi, ở nỗi sân là cứ đè. Nhập sơ thiền không được, nhập nhị thiền không được, tam thiền không được, tứ thiền không được thì xuống địa ngục. Nó phăng xuống một cái nổ là banh sành hết. Thường thường cái tứ thiền nó mạnh lắm, ít có khi nào sân lắm, thế đó là hết rồi. Cái nhị thiền là dứt chức cái sân rồi, tam thiền là dứt phóng dật rồi, hay là trạo tử. Tứ thiền là dứt cái tham dục. Quý vị coi hôm trước tôi có giảng rồi, quý vị về phải ôn lại thôi.
bắt tôi giảng hoài tội nghiệp cho tôi. Nào, rồi cái quán của bên Nam Tông đó, bên Nam Tông có chỉ có quán, ngoài đạo có khi có chỉ mà không có quán. Mà nếu quý vị tu chỉ mà tới tứ thiền rồi quý vị lọt con cái hư không rồi quý vị ra không được. Cái tứ không là cái mê hồn trọng, nơi đó không có sắc thân, chỉ bằng tư tưởng không. Thân là hư không, hoàn cảnh là hư không, cái tâm là hư không, thì nó bao la vô cùng rồi làm sao ra được. Người tới thức vô biên thì còn dữ hơn, rồi tới vô tưởng xứ là tương tự như A La Niết Bàn tịch tịnh, rồi tới phi tưởng tưởng xứ tương tự như Như Lai. Quý vị coi lại cái kinh Trung Bộ ở chỗ mà nói về pháp môn tu, tu trong đó thì vấn đề trong đó giảng không rành. Nhưng mà nếu mà có căn bản mình coi mình hiểu, còn không là coi không hiểu, nhất là vô sở xứ và phi tưởng, trời nó giảng rắc rối vô cùng, tùm lum mà không nắm được. Nhưng mà nắm được cái căn bản rồi có thể mình suy gẫm coi lợi, coi tới coi lui 7-8 lần. Cái kinh đó kinh gì đó tôi quên, cái tựa tôi không nhớ, thôi tại hai quên đó. Tôi coi tôi nắm cái ý rồi tôi quên hết, ở đâu mà nhớ cho nổi. Đó thì cái Nam Tông, cái một của nó là tu tứ thiền, đè nén xuống, rồi tới nhự thiền bắt đầu quán cuộc sống là vô thường, vô ngã, khổ đau, Vipassana. Mà vô thường, có ngã, khổ đau đâu phải là đạo Phật. Mặc dù Phật có giảng, Phật tùm lum hết trơn á, nhưng mình nói trạch pháp chứ. Đổ thừa Phật cũng như là thân bất tịnh, thọ thì khổ, quán thân bất tịnh, thân như thân. Thân bất tịnh Phật cũng giảng, mà thân như thân Phật cũng giảng. Mà thân bất tịnh đã sót chục gì thì kheo tự giận chết, thì do Đức Phật giảng. Chúng ta thấy như cái mục đích Ngài đâu phải là như vậy. Ngài giảng cái thân bất tịnh để rồi Ngài mới qua thân như thân, hay là thân nơi thân, thân trên thân. Tôi thích chỉ như chứ. Nào, thì cái căn bản đó thì Nhất Thành thấy được cái chỗ đó. Nếu vô thường vô ngã khổ đau thì đạo Phật là đạo khổ đau, là đạo chán đời. Để khổ mình mong phóng sống lục trời, khắp trần theo một quá thiền chơi. Thiền ai ngược gió ai xuôi gió, xem lại cùng trong bể khổ thôi. Đạo Phật là đạo, đạo khổ và đạo chán đời. Như vậy là ai tu nữa? Sanh khổ, già khổ, bệnh khổ, chết khổ, thương yêu xa lìa, thù ghét gặp gỡ, ham muốn không được, sắc thân này là khổ, sắc thọ tưởng hành thức là khổ. Như vậy tu đạo Phật rồi tu vào cái yếm thế chán đời, chúng ta lầm. Thành ra hòa thượng Nhất Thành lúc ba một cái là vô thường vô ngã là duyên sinh. Mà duyên sinh là cái gì? Chúng ta mới thấy là cái duyên sinh nó khó. Thì chúng ta có bản dễ hơn đó. Hôm trước tôi có viết là có bốn đường ác. Thân là thân này, họ là sướng, tâm là thường, pháp là ngã, còn đây thân là bất tịnh. Họ là khổ. Tâm là vô thường, pháp là vô ngã, còn tới bốn là cái này. Thì thân như thân, họ như họ, tâm như tâm, pháp như là pháp. Còn ở đây đó thì thân
con hóa thì tất cả cái này là tất cả đều dùng như cái từ đó tùy duyên này, tùy duyên là tùy tưởng đó, hay là hướng dẫn này, hay là tự tại, hay còn kêu là thị hiện, thì tùy quý vị đó, tùy duyên từ gì chứ, tức là nó gồm hết mấy cái này. Thì chúng ta nên nhớ cái này thì chúng ta thấy dễ rồi, thân là tịnh, thọ là sướng, tâm là thường, pháp là đã, thì bốn đường ác thì chúng ta đừng nghĩ là bốn đường ác là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, ma tu là địa ngục thì không nói gì, là chưa có cái biết, chưa có sự sâu. Địa ngục thường có hai thứ, hôm trước tôi dẫn rồi, địa ngục vô trái đó là cảnh vật bên ngoài, hay trong mình thì là mắt, là gèn, là lỗ tai, tức đấy, tỉnh tiểu gì đó, thì cái đó là địa ngục thì chưa có cái biết, chưa có sự sống luôn. Còn trong mình là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân là có sự sống mà chưa có cái biết, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân là chỉ nhận lấy sự vật thôi chứ chưa có cái biết, thì cái đó là bốn điểm này. Rồi tới ngạ, tới súc sanh thì bắt đầu có sự phân biệt, thì ngạ quỷ là có cái biết mà chưa có phân biệt, biết dễ chịu, biết khó chịu, biết không dễ chịu, không khó chịu, nhưng mà phân biệt tại sao vậy thì ngạ quỷ không biết, thành ra chúng ta kêu là tham, tham vọng, phải thấy sự vật là chìm đắm trong đó liền, chụp nhìn chứ không có phân biệt rõ ràng tốt xấu gì hết, thì cái đó là ngạ quỷ. Còn xuất sanh đó là có phân biệt, là phân biệt cũng vậy, tức là phân biệt một cách lờ mờ đó. Mà khi mà cái ngạ quỷ nổi lên rồi nó không còn phân biệt nữa, tức là vốn nó cũng biết con mình, con cái biết vợ chồng, biết con cái, nhưng mà khi nó đói quá rồi con còn cái, con sư tử cái là ăn con, nó không còn phân biệt là con. Nào, khi mà nó loạn tới tình dục nó có thể giao phóng với con khác, giao phóng với con đó luôn. Thì đó chúng ta nói là cái xuất sanh là cái biết mà là mà chúng ta cùng kêu là vô minh, thì cái này nằm trong cái căn bản của vô minh. Còn Atula là những người thích chiến đấu, chúng ta thấy mấy trẻ nhỏ thì nó mang luôn cái xuống nó đánh giặc, thì kêu là thì chúng ta đánh giặc là đánh trị nhau, chúng ta cũng nằm trong Atula là cái tâm tập đấu chiến đấu rất thường thường. Thì bốn cái này là bốn người phải, thì nó cũng quán thân là tịnh, họ là sướng, vì thân có tịnh cho nên nó chiếm hữu, chiếm hữu như cái gì đời cái sách thân này khoái, thành ra trong duy tức họ rất là chia cái đó là phù cầm ca. Là cái ca nổi bên ngoài phù là nổi như ngoài trời là phù như vậy, thì tức là mắt tai mũi lưỡi thân, khi mình tiếp xúc cái gì mình khoái rồi cái đó là tiền tài, mình thấy tiền là mình tham, không có suy nghĩ gì hết thì đó là con mắt nó thấy tiếng tài âm nhạc, rồi lỗ tai nghe tiếng nhạc cái là khoái, không nghĩ tới cái gì hết, rồi cái miệng mà khi đó ngửi cái mùi xào thơm rồi nào vô chụp ai rồi ai đọc chết luôn, thấy già rồi nào vô chụp gì thì cái đó là thuộc về cùng cần cấp, tức là bỏ mãi cho mắt tai mũi lưỡi sắc thân bên ngoài, nhưng còn cái thân bên trong nữa kêu là tịnh sắc ca, chúng ta sống với cái căn nào chúng ta phải biết. Khi mà mình thấy vàng mình tham thì cái tham này đó là con mắt thôi, từ trời ra, nhưng mà đưa vào bên trong rồi óc nó suy nghĩ ở nơi tham. Vì vàng không đáng đồng. Tại sao Đức Phật nói vậy? Thì nó khi là nó đem cho mình sự sung sướng đẹp, nhưng rồi nó lại mất ở rồi, rồi người ta sẽ đâm giết mình chứ. Do đó nó đè nén xuống, nó có sự suy nghĩ thì cái này không phải là bốn đường ác nữa mà qua phải là những người ta nói phải người nó có nghiệp. Nghiệp là gì? Là ý chí, là sự đắn đo. Thì hôm trước tôi có giảng rồi, tôi nói là thị nhiên bất kiến,
hiếm nhiên bất kỳ. Tri như bất thức, tri như bất tư. Tư như bất thức. Thì đây là cái tiến trình của năm cũng giải cách khác. Chỉ là cái nhìn của cái trồng nghe con mắt. Thì đây là thuộc về bốn nữa. Tiếng là cái thấy của các dây thần kinh, tức là những sắc căn cơ bản của ta, là bắt đầu có ý chí, có sự phân biệt, có sự đánh đo, có sự đè nén và có sự quán, thì tức là muốn được hiện của người và từ được lớn. Rồi tiếng nhìn bất kỳ, nhìn mà chưa có sự phân biệt, thì sự phân biệt này nó thuộc về cõi trời dục giới, bắt đầu có ai làm ra, con người chưa có ai làm ra, chỉ có ý chí đó. Nếu mày làm cái này, mày làm được cái tập bại hoại, mày cải sửa mà cái tập bại hoại, tức là cải sửa là có ý chí nhưng mà không có ý nghĩa, thì phải là luật giới bắt đầu có ai làm ra. Chúng ta coi là luật căn nó sửa được, mình coi là phải lấy ý, thì cõi trời dục giới có ai làm ra, nhưng mà là do non nữa. Rồi tới khỏi mình sắc giới thì mới thấy cái chiếc mũi bên ngoài là trái. Sắc tài nhân lợi ăn uống đủ nực. Cái này là như có dành. Tôi có tiền bạc thì ta sẽ giết tôi ta đấy. Là nó cứ gì mà nó ra nhà nó tôi. Cho cổ tay là nó ở những lỗ nó chặt lấy cái tay nó lấy nó phải ghét mình. Nhưng mà nó ăn nhà. Nó chặt lấy cái cổ mình đấy. Những người mà chết mà còn căn nhà không nhà nào thì nó đào cái mã lên nó đập lấy cái miệng nó bóp ra nó lấy cái thù oán nó nát đi đó thành nó tu cũng nhiều cái ý thôi đó thành nó khởi cờ dục giới nó thấy nhầm chắc thôi trở về chỉ ngủ bên trong. Ngủ bên trong làm sao niệm Phật lấy từ một và hết vô tạo ra cái một ly dục sanh đi lại. Thực ra nghĩa là lúc chiếm hữu bên ngoài, lúc chiếm hữu bên trong, chiếm hữu bên trong thì cái diễn đạt không ai gần được. Diễn đạt vô cái thiền định của mình mà có. Rồi tới niệm thiền là không còn chiếm hữu bên ngoài. Thì sơ thiền đó là với người và trời dục giới. Còn niệm thiền là bắt đầu qua trời sắc giới. Hoàn toàn chiếm hữu bên trong. Định sanh diễn đạt. Không còn đồng sát nữa mà diễn đạt cũng định sát. Rồi chiền đó trong đó qua tao thì bỏ hỷ luôn. Lý diễn là chìm đắm trong đó thân. Toàn thân đều là cảm giác sợ sợ. Tức là thân là tâm lạc, không phải là thân em tâm mình. Khi kia tâm an viên, tâm tâm rất là thể. Thì nó có thể hữu gì của người khác nước. Mà hỏi có nước không? Thì sư trụ trị đây nó có nước dừa và xe. Thì mình mừng cứ cái đấy, mừng chứ không phải là sốc chỗ uống nhưng có uống đâu. Nếu sư trì để mình trễ 2-3 tiếng thì nó trời ơi sư trì tức không có mới chết mà trời ơi. Theo mà đem ra là mình thấy mình uống cho nó mát đã được ra mình không biết mình nói đâu. Chứ là đã. Thì toàn cái thân mình đều là cảm giác là có. Thân là tâm là chúng ta những ý tâm tế là chuyên trung bộ. Mà biết đó cũng được nghĩa gì đâu. Ví dụ phải hạ thủ công phu. Mà muốn hạ thủ công phu thì phải coi cái mọi người. Thì bệnh hay nhất là ta đây là mình biết nguyên gì mà có như thân bệnh nào thì coi đó rồi là mình làm hổ mình thấy nó không sao, không sao. Tôi lần trước nó có coi, tôi làm hổ như đôi đó, tôi không biết là cái gì. Thì nó có đâu có kinh sách gì, sau này nó ra hướng như có hai người nữa thôi, tôi không biết là. Thì sau tôi coi cũng cái gì, thì cái gì cũng lớn. Nó là cõi trời dục giới, rồi mỗi trời dục giới nó chán cái đó. Mới qua phải còn sắc nữa. Chắc là chiếm hữu bên trong mà còn thiếu hết. Bây giờ đọc vô xuất ra được hết. Thì đó là phải giữ tám giới nó ăn với cái giới nha. Để giữ tám giới. Chắc là phải có cái hạnh kiểu. Cái hoài nghi. Còn năm giới mà hại mình là hại người. Còn tám giới là chỉ hại mình mất cái tư cách của mình thôi. Chứ còn đây đó là ba cái sau là ba cái hạnh.
Thế này là tôi là tránh giả như tôi giả như. Nói sự tử là tôi giả là tâm giới tôi cũng là giới. Còn tâm cái sao là tâm cái này. Giới là thì dễ giữ mà cũng khó giữ. Tôi đọc cái câu tôi cũng dễ. Giới thì dễ giữ như hai người hãy. Mình sát sanh trộm cắp tà dâm nói dối cũng được. Không ai muốn nói được. Mình sát sanh mình biết mình khác thì người khác phải đánh đọc cơ mình. Còn bây giờ tôi ngồi ghế con làm được đâu phải làm gì. Nhưng mà tôi cách mình tốt được, tôi đã đánh đổ tôi làm. Nên tôi ngồi trên cái ghế con, tôi học thuốc, tôi bạch đúng không? Thì họ bắt đầu đứng đi chỗ tôi, tôi không có làm gì. Nhưng mà cái người tôi không xếp tay, cái quan đi cũng không có đủ tôi đấy. Thành ra, người thứ 6, thứ 7, thứ 8, thứ 9, thứ 1. Nhất là người thứ 1. Bây giờ tôi cầm tiền, cầm vàng, tôi ra, tôi phải làm cái gì. Nhưng mà người tôi không xếp tay. Thành ra cái hạnh là khó gì, khó lắm. Cái gì nên nhớ cái hạnh kiểm là cái khó nhất. Thành ra nếu hạnh kiểm thì mới lên cái cõi trời vô sắc được. Cõi trời sắc giới đó là ăn chay trường. Trường trai tiền được. Tức là không phải lợi đầu. Còn thì tránh được cái sắc dục. Nhớ nhớ tránh là cái bè nét nha. Chứ không phải lợi đầu. Cái sai lầm của các cõi trời là chỗ đó. Chỉ có thấy của gì là ta có thể. Còn cái sai lầm của trời vô sắc đó là không giữ tiền. Mà không giữ tiền thật không chứ. Còn lâu. Bởi vì nhưng mà biết không giữ tiền là người rất trong sạch. Trong sạch là do rất sáng. Mà lớn sao rồi cây gọt thì sao. Cái miếng mất rồi. Thành ra cái nhanh mình khó rồi. Thì đừng cho cái gì. Đừng đất nước giữa đó mình hơn nữa thì nó không lên. Nhưng mà học nhớ còn thì nó vẫn còn đó. Nhưng mà dễ không? Thành ra người sơ cơ phải hiểu nhớ là sạch kỹ. Nhớ là người bị ác có thể đủ để qua trí huệ. Nhưng mà qua trí huệ còn chấp nhớ thì thuộc với căn tử. Thành ra chúng ta phải nhớ cái chỗ đó, chỗ đó, đang chỗ đó. Mà thì cái này cũng nhìn thấy là tự nhiên có kiến tự như là cái nhìn đây là muốn được á. Kiến đây là bốn đường thiện. Kiến như bất tri thì cái tri này là kiến đây đó là có cái trời vượt giới và sắc giới. Cái tri tri có trời vô sắc. Nó tri như bất tư. Hãy cái tri này tự nhiên căn với cái tư. Tư đây là hành. Tức là ý chí kinh nghiệm quyết định là hành động. Còn thức đây là cái chỗ chứa tất cả tội phước kinh nghiệm kiến thức với học hành của mình. Thì theo những tập hợp đó thì đây là năm căn nữa mà. Còn kiến đây là cảm giác được rồi. Còn cái này chữ tư, chữ trên đây là tư tưởng. Còn chữ tư đây đó là ý chí, là nghiệp, là sự đắn đo. Đắn đo quyết định để làm vậy. Còn chữ thức đây là kinh nghiệm, kiến thức và kiến thức. Thì cuối cùng khi mình chết là còn có hai cái này nữa. Còn có nghiệp và linh hồn thôi. Tức là còn mấy cái này cũng giải lộn hết. Tại sao được? Vì nó phải lương vào cái căn thâu đó là phùng trần căn. Và lương vào cái căn di tế là cảnh sát căn. Thì sau khi mình chết mất ta những người chết nghiệp thì cái nhìn thì mất. Rồi dây thần kinh tám tiếng sau cái đức cái nhà con cái gì thức mới làm con cũng là như là thành ra người chết rồi mà niệm người ta không được cái cảnh đó không hay và thấy nếu người chết tám tiếng bắt đầu mới niệm là tám tiếng rồi thì coi chỗ nào đóng sau đó là cái chỗ ai là ra tức là thức điểm nó xuất hiện chỗ đó thì người nào có tu không đó người ta tiến trên đỉnh đầu ra bằng hết còn cái đỉnh đầu. Còn người cái đụng thực người ngừa khiến cái tán. Cái tán đây là ở trời vô sắc đấy. Mà nếu có ai đã tiếp nhận là phát hiện thì đáng sanh điện thường sắc. Hạ phẩm là thường sắc. Còn từ cái đụng đủ xuống cái điện thì đây là khỏi trời dục dân. Mà nếu có tiếp nhận thì hạ phẩm trung sắc. Còn cái ngực còn đó sanh điện khỏi điện. Mà nếu ai đi làm tiếp nhận thì sân hạ phẩm hạ sân. Còn nên là
còn cái bụng mà còn lớn thì là bị chỗ này là chỗ ăn ăn chứ ăn những đồ ngon thì chứa ở trong đó còn cái này thì còn cái chân mà còn lớn là sẽ xanh phải đi từng luôn rồi tôi thấy con già con gì như thằng kia nó cũng đi bằng cái chân cũng phải nó bò đủ chỗ rồi còn mình cũng bị đi nhiều cái tính chất thì đây là sẽ xanh còn cái bàn chân mình còn lớn cuối cùng đó là gì đây là chi thức đó cảnh sáng giả sanh viên nhân tâm là vị quốc hoàn sanh tất cả là địa ngục thức đề xuất thì đó là trong duy thức thôi duy thức của nhà nhà tôi đã tôi qua đây một học tập phái tôi đã sáng tỏ rồi cái tư niệm xứ này tôi cũng làm đó tôi nắm cái căn bản tốt hơn tạm niệm nhất niệm vô niệm vô niệm vô niệm vô niệm vô niệm nắm cái này đi vào các giảng sư cũng như người giảng sư hết tiến sĩ không tiến sĩ là đồng tâm, tiến sĩ là bất tâm. Bây giờ chúng ta trở lại thì bây giờ sao đó? Và khi chúng ta nhớ mấy cái này đó là bốn điều ác đi tới xuất sanh A Tu La thì có nhớ được cái nhưng mà chúng ta chỉ là tờ giới tờ về cái giảng sơ đó quý vị thấy ở trong công tầng hay là trong cái tuổi làm viên có nó những loại xuất sanh nó tôn có công tầng rồi chú trưởng cũng có nói rồi thú đại gia có thể nó gọt lên là người đầu tiên thành ra trong công tầng có hai cái xuất tiên xỉu giáo và việt giáo việt giáo nó thì là những người ta là tôn thành còn bên kia xỉu giáo thì là tiếng là tôn thành hai bên nó mới đánh nhau nên là khi chết rồi đó thì bây giờ lúc tu hành thường thường nó không tốt tức là những tiên cũng ngờ tức là mình biết biết cái cõi mình có bệnh hay không thì ngờ cái máy quan trí nhất để mà chữa lành còn bên thiên tiên đến thần tiên người ta không cần người ta dùng cái con mắt người ta chiếm vào con người người ta thấy nó khỏi chữa thì cái này cao hơn thành ra rồi tốt mà khi bị mấy ông thiên tiên mà đánh chết rồi là chuyện là mình cứu được còn bên người là ít người cái trời mà tu thành tiên đó thì ít có bị chết vì họ cái thần là con mà họ không dùng cái bữa tối còn lại là cái bữa tối nào cái thằng mất bữa tối là thấy lên là mình chúa cho nó hiện tiền thế đó là ba điểm còn những con người tu là ta lấy ngay của mình thiên nhãn thiên nhị tha tâm thành tốt một hai thì theo đầu tiên nó thiên nhãn là cái mắt điểm thì có một con mắt là khi mình tu nó mở con mắt ra là chúng ta có thể nhìn thấu những cái cõi vô hình bây giờ tôi chưa tiên mà còn tiên nhị tâm nó là ngay cái chỗ cái hậu cái tất cả cái lỗ tai này tất cả hai con mắt này nó hậu nghe thành ra khi nó mở con mắt ra thì ta thấy và người ta chấp nhận cái điều đó là thiên nhị minh của Đức Phật thì kêu là minh số bảy của đó là trí tuệ. Thì sau này chúng ta còn lấy thiên nhãn thông với minh khác nhau sao thì chúng ta không biết. Tam minh được thông thì sau này người phải bắt minh chứ là có thì là đúng gì cái đau đớn những gì cái sáng tỏ những người đời chí đạo thành ra cái thiên nhãn thiên nhĩ minh sai mà có nghĩa nghe sai nên biết tất cả các tiếng mà ăn dưới hai cái lực tại xuống biển rồi tha tâm linh thì ngay cho tức thử tức là chúng ta chê ngay cho là cái nghĩa người chúng ta bây giờ tuần tiên nó kêu là duy tình người mô tả như là chứng thì cái tha tâm linh là chỗ này nó hội qua cái tiên của người ta sẽ biết cái tâm người ta còn tốt mạng lên cứ như cái đúng tình tâm con rất là biết được quá khứ một kiếp hai kiếp mười kiếp của chúng sanh thì cái thứ nhất mình nó sẽ thành còn thành tốt không thì ngay cái hậu môn bên bên tiên hay là bên yoga thì chỉ là con cách nữa hai cái đó rồi mà chỉ là mà nếu ai mà có chân được đó thì khổ quả đạo ma chết liền thì chúng ta phải hiểu cái gì cái nào người đại tái lên bệnh còn cái lỗ cảm thông thì như nào hôm nay kêu là má hồi tôi nói sơ ra như thế thôi tôi nói là tôi tiên mới làm được rồi nói tôi tu cái đó nhưng mà tôi thấy nó sai nó bất cập rồi gặp những tổ chắc chắn mình nói lên hôm qua giảng cho sư trụ nghe tôi nói bỏ
tu ngọn đoạn âm, đoạn âm không bằng đoạn tâm, âm căn dương căn một thân không bằng đoạn tâm. Dương vật âm hậu thì nó chỉ là cái dùng để tiêu cửa đó, mà cái tâm mới là cái thân nghiệp khổ nghiệp có quan trọng và ý nghiệp mới là quan trọng. Đạo Phật nói thế, còn bên kia nó xuất ra cái gì mà một thân thể các chị trong tinh thần cái mẫn tới là đã được rồi. Thì hiện cho cái thân thể mình mẫn với những sĩ này kia phải cái tư tưởng giao dịch khởi lên rồi tốt ra những đại chết luôn, chỉ là khổ quá nhập mà. Còn Đức Phật còn bắt ngay cái ý nghĩa là cái tâm, mà cái tâm an thì sao? Thân có khỏe mà tâm là chủ của tâm, mà niệm tâm thì cái tâm cũng khỏe, mà niệm tâm thì cái tâm cũng khỏe. Nhưng mà niệm tâm rồi là cái tâm không niệm mà khởi lên cái lúc muốn bậy bạ rồi cái tâm nó tốt đi, nó là ta sao của thì cái gì cũng bác của tâm. Tôi nói hết thân nghiệp, khổ nghiệp, ý nghiệp mới là thân. Chẳng thân niên gì mà tôi nghĩ rồi là một cái khổ thật qua trời. Năm giới là lúc nhau 8 mấy 10 giới có 200 giới ổng vào tập tiền. Phải lợi nhất là cái đó như là cho con giữ một giới thôi nha. Chúng ta thấy cái Phật đẹp đó là con giữ cái tâm con thì có tư tưởng ác đó thì con cứ dùng cái tư tưởng thiện con đè con cải thiện. Còn khi tư tưởng ác không có tư tưởng thiện nó nằm ở trên thì con đừng có cải thiện. Còn cái theo là đó cái giữ biết cái tư tưởng. Tư tưởng từ đâu mà có? Do cao tiếp xúc với trần thì bắt đầu có nhãn thức rồi cũng có xúc rồi nó có tỏ nó còn nghe ai đây mà còn chưa mà nếu con thấy rõ cái điểm biến nó rồi thì con là thánh là phật là thánh là cái đại tái độ nó cứ cũng cái đại độ nghĩa là hiểu gì thôi và thành ra cái tôi giải cho một cái chỗ đó thành ra đây chúng ta đi qua cái này ha thành ra bốn điều khác này nó cũng vẫn có sắc thân có cảm giác có tư tưởng nhưng mà sắc thân vô minh giờ mà cái hậu quả này đen rồi cảm giác là cảm giác ngã quỷ chiếm hữu không có suy nghĩ nữa còn xuất sanh là suy nghĩ một cách hướng dẫn khi mà mất rồi trở lại ngã quỷ thành ra nó cũng vẫn có ngoại đạo nó cũng tu cũng có giới định tuệ trong tay nó có thành ra nó chỉ có đạo mà có giới định tuệ thôi nó không có giới định đó. Của anh quốc cũng có giới định rồi thì giới là biết rồi cái nhà bác học cũng có giới định rồi định là nó phải tập cái giờ cái đối tượng nó mới chia thôi thằng nào đi đó người nào lấy đồ trở về cái hai lúc thì sao nhau thì nó mới tập đi học sinh cũng tập đi nhau tại biên giới phải có kỷ luật học được một khi nó tập trung nghe tiếng mà múa lên thì kia thì thầy giáo cũng đó thì bỏ vô cùng là em tập trung được em mà đến là các em mới nghe thầy nói thì em mới hiểu được thì đó học như cũng vậy thôi nhưng mà cái giải thích đó thì tôn giáo mà họ 62 tôn giáo nhiều giới định tuệ nhưng mà giải thích khác nhau do cái bộ khác nhau mà chưa mà nếu giữ giới định tuệ cho kỹ rồi nó rất là thông sáng mà trong sáng thì có thành công mà thành công không phải là đạo Phật mà không có thành công không qua đạo Phật chúng ta phải dùng cho đó tôi vừa sơ nhé cái gì về suy nghĩ thêm chứ tôi giải cái này hết nhiều chứ giải ra được nếu có lập gia nữa thì chúng ta không giải được nếu có thì không có tôi muốn như vậy là cho qua cái này muốn qua cái này quý vị cũng phải qua cái này phải qua cái này muốn qua cái này là tư tưởng ác này cái này tư tưởng thiện nó khó. À, thành ra ba cái này đó. Thân là bất tịnh, thọ là khổ, tâm là vô thường, pháp là vô ngã. Còn quý vị không biết tâm là cái gì, pháp là cái gì, thân thọ thì dễ. Tâm pháp chưa chắc đây quý vị có biết. Nếu quý vị không qua cái tiến trình của năm tuổi quý vị có biết. Thân đây đó là sắc điểm, thọ đây đó là thọ điểm, tâm đây đó là tưởng thành tưởng dần thần vô cái tâm này một nó ha nó thuộc về tưởng hành thần đi thần thức điện còn pháp đây là toàn thể thức điện
tức là lần ra. Thành ra ai lần ra của chúng ta thường kêu là nguyên nhân như thế, thì nó ra bàn cái nhân tục nó phải là tương tài. Chỉ là cái thế đó sao? Thì trong nguyên nhân như thế là một ngày này ta lần ra thì nó có một phần đồn mà. Thì kêu là như nhận tử kiên cố hay là luôn bên chiên mạng. Thì cái này nó sao mà nó thì nó thành nó ngọt ngào thì chắc không chỉ là ngọt ngào. Chứ bây giờ tôi muốn nói thấy quá thì cũng muốn nắm được cái khái niệm thôi. Còn phải gặp nó nhiều lần chúng ta mới đi vào chi tiết. Mà nếu khái niệm thì không nắm được như chi tiết là bây giờ chết. Thành ra cái này mình thấy nó là tốt. Chứ thật sự thân tỏ tâm điều nằm trong pháp hết. Không có pháp, không có gì hết. Thì cái này cũng vậy. Còn pháp này pháp có hai thứ pháp. Một thứ pháp chu kỳ, một thứ pháp sát na. Chu kỳ là nhân quả chu kỳ, sát na là nhân quả sát na. Chu kỳ là nhân quả khác thời, sát na là nhân quả đồng thời. Nhân quả sát thời cái gì để hiểu thôi, khoa học cũng hiểu. Còn nhân quả khác thời cái gì thôi. Thành ra và tự nhất hạnh mới sửa lại là ở đây thân tỏ tâm pháp thì chúng ta không cần hoa chỉ, nhưng mà không cần hoa chỉ nghĩa là không có chỉ trong đó, nhưng mà chúng ta chỉ cần có cái quán, mà cái quán nào cũng phải có chỉ trong đó. Nếu chúng ta tu đề hén chúng ta không cần quán được, nhưng mà nguy hiểm đề nó quá người xuất gia đòi quá mà không cho nó bốc được hơi lên thì nó có thể dùng được, nhưng mà quá phải của nó rồi nó xuất nó rồi nó lại lên hết thành ra nhờ cái quán. Chẳng hạn như tôi lấy ví dụ là tôi sân. Thì bây giờ tôi cứ việc hoặc nè xuống và tôi cứ việc vô thở qua. Mà không được nữa thì tôi qua. Định sẽ đi lại, định sẽ là có yếu nữa từng nhập. Định sau kỹ nữa tôi qua lại. Ly dữ như vậy. Thì không được tôi nhập tôi cũng tiền tới đây là thắng hoàn. Còn không được nữa thì ra tôi. Còn cái quán khi tôi sang đó tôi nghĩ rằng thôi mình trước nó có quan tâm, chứ cái trước chắc mình chữ nó thì nó chữ lại thôi rồi. Cái này rất là lẽ. Không người làm được có quá đất đó. Không người làm được tốt, mình người lớn nó là mình muốn chưa nghĩ hết nó rồi tha thứ ta nó. Thì em, mình tha thứ không được nữa thôi, giờ mình coi như nó là ủi đất, mình xử xuống. Còn không được nữa thôi bỏ lại. Chắc không đa tại mất, mình có đối diện với cái tử của nó nữa. Thì tất cả cái này là tốt quá. Một quán mà không có chỉ làm sao quán được. Thành ra trong quán là tự nhiên có làm chỉ trong đó, mà trong chỉ không có quán dẫn được. Rồi muốn quán cho mạnh đó thì phải qua cái những nghị thiền từ đó đầu cái quán. Thì cái quán này nó vô tình là có chỉ có quán. Còn quán không có nghĩ cái chuyện phải có chỉ trong đó. Cái tâm tạm nghĩ là sao mà quán. Thành ra có lẽ nó còn thấy cái đó. À, mới chấp nhận cái thứ một xíu này, thành ra tôi mới nói là con người duy nhất chỉ có đạo Phật mới có. Thì hồi xưa giờ ta đã có chỉ có bán rồi, nhưng mà ngoại đạo chú trọng tới cái chỉ, mà chú trọng chỉ nhiều cái tốt là tâm mà không quá. Thành ra sanh một cái là nó lỗi rồi, thiếu quá. Thành ra ngày cũng như mà bán thì không có, đương nhiên phải có chỉ, không có tâm định không có cái chỉ là sao bán được. Thành ra cái chỉ chữ Hán viết là chỉ là ngưng lại, còn cái định đó là yên lại. Thành ra tôi mới dùng cái định là cho mắt nhã cái chỉ này dừng cái tư tưởng lại, đè nén nó xuống, tập trung chỉ mạnh lâu sâu đè xuống. Thì cái này là chỉ, còn cái định này nó là không cái nhọt không có sức, dỗ dỗ luôn luôn là yên lại. Cái lặng lẽ của nội bộ là tôi thích dùng chữ điện này là lặng lẽ. Còn chữ quán đó thì quán đây đó là tập trung vào đối tượng phân tích và tổng hợp nó chia rẽ từ cái đối tượng tổng hợp nó. Thì cái này giống nhỏ nó học cũng là thì nó chế là môn tử cái này kia, nó biến đá thành vàng,
mới có môn nguyên tử, mới có tàu lặn, mới có phản lực này kia là nhờ cái quán. Mà nếu quán này nó không chỉ làm sao quán nữa. Còn qua cái đạo Phật thì cái quán nó kêu là cái tuệ. Tuệ đây là có hai thứ. Một cái tuệ của A-la-hán, tức là nhìn tất cả các pháp sai biệt này, nhận cái đại cái vô sai biệt. Đây là tôi. Bây giờ chúng ta qua cái này chút nha. Hôm trước tôi có giảng rồi, tôi lặp lại chút nha, tôi giảng nhiều cách lắm, giảng gì tôi nhắm là dễ. Bây giờ tôi vừa nói là cái dòng sông. Cái dòng sông nghe không? Thì dòng sông chúng ta tự cho cái vô lượng vô biên á. Thì trong này dòng sông này chúng ta tự trưng cho cái ai vậy ra? Đó, tức là cái linh hồn của chúng ta hành chuyển như một luân, hành là liên tục chuyển là tư cảm, giống như cái đồng hồ đó, tức là hành chuyển như một luân. Hành là liên tục chuyển là tư cảm thì giống như cái đồng hồ, tức là nó vô lượng luôn. Ví dụ qua tạo hiểu là vô lượng luôn, tức là nó không nên chỗ nào có nó. Rồi bây cái ai vậy ra? Ra tức là cái linh hồn của chúng ta hành chuyển như một luân, hành là liên tục chuyển là trôi chảy, giống như cái đồng hồ đó, tức là hành chuyển như một luân. Hành là liên tục chuyển là trôi chảy thì giống như cái đồng hồ, tức là nó vô lượng luôn. Ví dụ qua tạo hiểu là vô lượng luôn, tức là nó khắp nơi chỗ nào cũng có nó. Rồi bây giờ do cái tham sân si, do cái ngược lợi hại thủ chi ngang nhiên, do cái đó bắt con thì mới hưởng cái dòng nước này, mới lên cái lượng sống. Thì lượng sống là cái có chúng ta rồi. Lượng sống người nam, người nữ, lượng sống người nhà, lượng sống bóng đèn, lượng sống người bé, lượng tất cả người này. Thì cái này kia là cái tiết trình của ngũ quẩn. Quẩn là xúc chất ngôn nói lại. Ngôn nói lại cũng như cái làm này nó thì phải có đèn, cổ, có thay, có linh, có thọ lọc, có các sư, có đặc tử. Thì phải có nói được cái thành cái này. Còn sắp thân chúng ta cũng là một. Còn có mắt tay đủ đủ kim ta thì thế phận, còn có sắc thân, có thọ phận, có tư tưởng, có ý chí có ai là dân thì cũng được rồi. Thì trong cái lượng sống này nó có đủ thôi. Mà hãy có tướng như vậy thì phải có bỏ. Hãy có tướng là phải có sanh, già, có bệnh, có chết, có thành, có trụ, có loại, có không, có thương yêu xa lìa, đồ ghét lập lỡ thì tất cả những cái niềm, điều nào cũng đó. Thì có nói đạo Phật kêu là vô thường. Và vô ngã. Vô thường là tất cả sự vật đều biến chuyển hoài, không có dừng chỗ. Vô ngã là đối tượng của sự vật, là có không gian, có thấy người thấy rất là. Hãy gấp lại thì không có một cái ta, có một thằng kêu là vô ngã. Thành cái vô thường rồi thì kêu là nhận thức. Vô ngã thì kêu là đối tượng nhận thức. Chứ như ở đây tôi biết cái mình con. Thì cái biết của tôi là vô là nhận thức, cái mình con là đối tượng của mình. Nhưng mà nó nhớ nhận thức và đối tượng nhận thức đều nằm ở trong pháp này, tức là ai là gia. Nó nhiều là thức biến. Mà đã là thức biến thì vô thường vô ngã một thức. Nhưng mà thức là sao? Mà hai là thật. Thì vô thường cũng là thật, vô ngã cũng là thức.
Nhưng mà vô thường đó thì nó thấy một vô ngã, mà vô ngã không bao giờ thấy một vô thường. Tôi biết được cái bông, nhưng cái bông không bao giờ biết tôi. Bởi vì nó chỉ biết rằng nó sao động vô đó, còn tôi sao động như thế đó. Một cái vi tế không hơn thì phải biết được lớp 3, lớp 4 thì nó biết trình độ lớp 1, lớp 2. Mà lớp 1, 2 không biết trình độ lớp 3 thì cái vô thường này nó là cái trình độ nó cao, nó chỉ biết là nhân mà lớp 1, lớp 3, lớp 4 đều là học sinh thật, tức là thức biết. Thành ra đứng về trước thì vô thường vô ngã là thức. Rồi đứng về tác dụng thì vô thường là cái nhận thức, vô ngã là đối tượng nhận thức. Tác dụng khác nhau thì phải khác nhau, đúng không? Tôi cố gắng mình nhận những đứa tôi sao tôi chưa thấy rõ, nhưng mà tôi làm sao tôi sắp tỏ. Nhưng mà những chỗ nào không hiểu cái gì thì hỏi lại, nên là phải hỏi bây giờ. Để trước thì đã hết, thì hỏi giờ nó kia ra, tôi không biết tôi giảng tới đâu. Thì tôi không có sợ bài, tôi hứng là tôi giảng thôi. Thời bữa nào tôi trẻ, tôi giảng là rõ, mà như chẳng có nói rồi. Tôi dự lại là, tôi không biết lại tôi giảng, tôi đòi thì kéo dài hoài, không đi với tôi. Thế không? Thành ra nên nhớ vô cùng vô ngã thì nếu là nhận thức thì thuộc về thời gian. Mà thời gian thì sao? Có ba lần. Quá khứ, hiện tại, bây giờ tôi mới biết đây. Nó là do tôi học hỏi của biết trước và hôm qua nó mới trả như. Thì tôi mới đeo cái ai là do nó mới để cung cấp cho tôi, nó mới giảng được như vậy. Chứ thì không được, tôi giảng không tốt được đó. Tôi phải coi kinh sách, tôi phải ngồi thiền, tôi phải thiền ấm, tôi phải ngon đi ngon lại, tôi phải suy tư này kia, bây giờ tôi mới trả như. Bốn mươi mấy năm rồi thì tôi nghĩ là chỉ có pháp lý mới đưa tới giải thoát, mà trong các tâm thái chỉ có duy thức và phải duy thức pháp, duy thức pháp không bằng duy thức, nó trẻ và pháp bằng tâm, chứ không biết nói, còn duy thức trẻ và pháp bằng tư, và duy thức nó có thể dẫn tất cả pháp môn các sát đó. Thành ra tôi nghiền ngẫm duy thức mười mấy năm rồi, coi tới coi luôn coi đi coi lại coi bất cứ tất cả là những gì đó tôi đều có hết. Thì thường phải nhiên giảng là đó đấy, tới nhất là giảng là đó. Nhưng mà chỗ đó có thể hết, tôi hết tức là không sắp còn tới ông nghiêm sự hồng tập đó tư sĩ mà hết. Nếu chỗ mà tôi thắc mắc tôi không hiểu, không ai giảng hết, cuối cùng không giảng. Cũng như đường hải nhiên ở tiền bên duy thức này bên đấy bên kia đó, bên duy diệu pháp đó, thì tất cả dạng hữu tâm vũ trụ con người và vũ trụ gồm có bốn phần thôi: tâm dương, tâm sở, sắc pháp và vô vi pháp. Bốn phần tới duy thức cũng giống như vậy, nhưng mà khác một chút. Tâm nhân, tâm sở, sắc pháp, bất tư hình hành pháp. Bất tư hình hành pháp, giết chết rồi. Nhưng nó sao kỳ hả? Nhưng mà pháp này có bố rồi đó. Tâm nhân là mình biết. Nó là nhãn thức, nghĩ thức, chỉ thức, tiền thức, thân thức, ý thức, mật na, ai lại danh, thì có tóm thức thì phải được. Học muốn chết thì hiểu được. Và tâm sở đó là những cái sở hữu. Người ta sai một cái nít của tâm nhân. Ông vua phải có quan, phải có nít. Thì những cái này là tâm sở có 51 tâm. Tâm vua có 8. Thì hiểu được. Rồi cái sắc đó là tâm sở cái tâm dương này tạo ra sắc thân. Sắc thân đó là do tâm. Nếu mà trước tôi làm ác thì nên tôi bị được khuyết tật. Hồi trước tôi làm lành thì có số nước tưởng tượng tôi khôn, tôi không có tạo ra khuyết tật gì. Bây giờ tôi không muốn khuyết tật mà tôi làm ác thì chủ sẽ lát tôi này đó. Tôi muốn kết từng nhà 10 tầng lầu mà tôi có 10 triệu thôi. Thì tôi bây giờ muốn kết cũng không được. Tôi muốn làm cái thân lành mở trước thì tôi phải làm ác rồi thì tôi phải chịu thôi. Thành ra tâm dương, tâm sở thì tạo ra sắc. Nhưng mà hiểu có. Rồi tới lưu đi. Như khi là pháp không có điều kiện. Nếu mà đừng tôi tưởng giảng thì vô khi thành nó tới lưu. Thành nó bên dưới có cái chuyện giảng lưu. Thành ra giảng
vô vi thì vô vi trở thành pháp, pháp vô vi chứ không phải vô vi vô vi giảm phải là pháp, thì bên vi diệu pháp mới có giải. Nhưng mà bên vi tất cả pháp cái tu là cái gì? Không ai dám nhận, có đường hay chưa cũng giảm được cái, có thể là người làm tắt, người can cũng đồng phần bị sân tấn, người có tỷ lệ người ta không ra được ăn uống cả. Tới nhất thành là không chạy mất trước người này cũng gặp lại giải là con cái đó bắt là khi giải quyết khi sanh quý khi tâm quý giải nghệ thì không giải được nữa mà mãi cái là trước rồi phải là những sinh tác này không giải được cần bế tâm năm mấy trăm năm trước tự nhiên là nói trong người tới sau nhất thành là rất hay tới trong đó cũng bế tâm bắt trước người này. Mãi tới sau thì coi những cái điểm mà đang nghiên cứu ông đương nhiên sẽ làm cái giải được bất nhân thành pháp giải đâu ai muốn pháp tôi nói trời rồi tôi chưa từng thấy ai giải được muốn pháp và cũng giải ổn giải cũng đắt ra là tiền vật khác như đường hay như khác thứ khác nếu ông đúng thì thấy ông làm sai mà nếu ông sai làm sao ông giải được không muốn pháp cái người vừa khác chúng ta còn chưa có học chúng ta cho là phải là phải là biết học. Đã, thì pháp tư tương đó là hướng hướng với tâm dương, tâm sở, các pháp là tương ứng. Nếu mày coi rồi, mình coi rồi, cái nghiệp cảm duyên khởi là mình thấy nó rồi. Nghiệp cảm duyên khởi là có những cái duyên khởi đó. Nó tùy thuộc vào tâm duyên của mình. Có những cái đó chốc là. Thì đi khai thị mà cho người chết cái đó thế. Thì bất hành cũng như quan tình dục. Nghĩa là người chết muốn giải sanh phải có điều kiện. Thì mới giảm sanh cái đúng như vậy. Vì phải có thiện căn phúc đức nhân duyên. Mà chính sư tử cũng vậy, không thiện căn phúc đức nhân duyên mà không nhập chúng ta mà phúc tỷ lệ. Nếu nhờ mới thì theo là phải có thiện căn phúc đức nhân duyên. Mà tôi đố cái gì đó thiện căn phúc đức nhân duyên là cái danh từ, cái chuyện mà giảm là nó khó nên thiện căn. Phúc đức nhân duyên ba chính sư trưởng ông nói muốn vào trước vào hành thức sĩ muốn là tìm theo phải có tìm theo phúc đức tự nhiên thì mới là chính so bây giờ mới được gọi là mình phải không sư biết sư trưởng mà bây giờ là con mà sư cao sư biết như là cái gì mới được chính từ một cái gì đó không giải thích được chính từ thì cũng như con chính từ không quan trọng nên tôi nói là ngôn ngữ trần gian là giả đất đừng không đầy hai cuốn lẻ có hiểu bằng chứ rồi tôi lại nói lên ngôn ngữ trần gian là giả có tràn ngập vô lượng cuốn lẻ có thì khi mà đắc quả rồi chính từ rất tích rồi còn khi chưa đắc quả chính từ lo cái mình đắc dấu thêm di tức làm các tốt nhất trên từ vô số mà chưa hết không nhưng mà khi mình nắm được di tức thì các em mình rất một thực tại có 7, 8, 9, 2, 3 cục kinh nghiệm rồi cái ai lại ra cũng nó có 7, 8, 9 rồi cái mặt ra cũng 10, 10, 10 cục thôi nhưng rất hay kinh nghiệm là đúng vậy kinh nghiệm thấy có màu đen dầu đen thì cái là dầu hạt ta ngựa đen thì chưa là lỗ ốm nó không kêu ngựa đen mèo đen thì chưa là lỗ ốm nó tự tính đi đen chưa là ta đi không rồi cái nhìn lên từ đen nhìn ngựa con chó đen thì chưa là chó mèo thì sao kêu đi thì chúng ta thấy mỗi nhân từ nó chỉ riêng một cái tập thể thì ở đây cũng dạy cho những đức nói cái phần này vì đây tôi giảng sơ thôi chuyển căn tức là căn lành, căn lành tức là người có chịu tôn chịu thao thức chịu hạ thủ công phu rất tinh tấn rất siêng năng với con người tu học với người vô đây ăn ngủ mà hè cái nhà tôi ăn đã rồi nằm ngủ ngày mai chết đi về đâu chứ vậy coi cái sự sống chết không ra gì đó ở đây có là cái con người tôi gọi là tu học cũng chờ một đại tôi nói gì là biết là cái gì khó gặp cái gì sốt cái
người đi rồi lần sang thế ta hay khỏi trước. Nhưng mà từ lâu đó đến đây để làm gì đã ăn đầy đủ không sao? Ăn đồ ngọt, ăn nước cơm, ăn đồ sữa đã có bị là rồi nó khó chịu cho mình cũng buồn bè. Người đi là làm sao nó cho mình chết được cái gì đó? Mình sống là phải làm cái gì? Chết rồi còn lại cái gì không? Nhưng còn là cái gì mà biết đây nó ở đâu? Mình có thể điều khiển nó xuất ra cái ý muốn của mình. Và nếu xuất ra cái ý muốn là việc là tương đương thành pháp. Sức ra không cho ý muốn là tốt quy định này không? Vì vậy cái là chuyển căn bất chất là người. Sức ra bởi ý nước. Ở trong kinh nói gì thì ta sẽ cho bốn hành người. Là phải còn không có ba tiết. Sức ra gì bằng lãnh là nghèo. Sức ra gì trốn lãnh. Sức ra gì trốn đến định. Một con người sức ra là ở ngoài là không giỏi được đây. Chỉ có người thích tên với sức ra là gì có được đây. Thì thầy nói là chắc chắn là có thiện căn. Thiện căn chúng tôi phải tốt thôi. Phước đức là sao? Phước đức là vô công chúng sống rất hòa hợp. Tất cả tiền theo nên cứ ai cũng mất mình. Thì chúng tôi nói là không thể định. Thầy thấy gì là phước đức? Thì cái đó là phước đức của mình. Ai cũng mất mình, ai cũng chút mình. Còn nhân viên là gì? Nhân viên là nó hội có tổ chức có cái nhớ là có nghĩa có nhân viên như là cái mạng lên mấy chục năm rồi cho nhớ là mặc dù các người ta có rất rất nhiều mà có nhớ là không có cần thiết chỉ có chuyện năm bảy năm chín người không bắt đầu là gì dễ dàng khi hiểu học Phật bây giờ cho tổ chức biết là thì nó có nhiều chuyện do và cái chuyện nhân viên không có bảy tám năm nó còn thành ra chúng ta biết tiền căn cứ cái thiên nhiên này sư trưởng nói mà đây có già người đã sanh bốn dạng đã bị nó đó xá lợi phật há chức căn là nhân viên phước đức mà thành đạo sao tôi biết anh là bây giờ hả thì tôi kinh nghe là thì hiện căn là người có thể chịu được không có người học chịu nhân vật đó mà biết không chịu nhân vật đó có gì vậy cho những cái tác giả một cái đoàn một cái con không bây giờ có những cái gia con chỉ đó thì đi những một câu anh là bốn chữ còn mà đi đều đã là những một con một ngàn bỏ mất tiền là có một ngàn câu thì một ngàn rồi một triệu có một triệu rồi một con niệm niệm là một triệu rồi để cái đó không là không có tiền sao mình có nhiều người học đi rồi xuất đức tức là mình đi hộ niệm cho người ta rồi ra hộ niệm nó rất mới này thế nhưng mà có chuyện mình gặp có rồi những mọi cái trọng tài khi gặp ở trong người đó hộ niệm mà một người giữ một giới 36 vị thành thì tôi tin rồi 35 giới là 108 vị thành mà 100 mấy chục người thì cái niệm lực cũng rất tính lại thì người này có giảng sanh vô giảng sanh mà đã giảng sanh cao rồi. Tôi thấy có người tôi sẽ nhìn mà sang người chung là cũng cho cái một con cái dạng cái diễn ra thì có phúc đức nhân viên là trong gia đình biết ở đức đỡ cho người sĩ không chấm đấu mà gia đình chấm đấu là không đạo thì sao có thể con người của tôi là một người trẻ đẹp giỏi mà lại là trưởng ba tuổi trưởng chúng mà lãnh một cái công trường của tổ bà ấy thì tổ có điều kiện mấy trăm công nhân thì có đâu có ra cũng đó cũng là xuống chết thì con đang có hỏi như nhà nào có cái công trường luôn thì tỉnh giờ nó thì khá rồi thì chết rồi đó tỉnh giờ chết chết rồi tỉnh giờ thì con không nói thì vô cái nhà nó kêu mà nó anh điện thoại cho ba hội điện đến hội điện rất đen thì con bà nó lại chẳng như là cái cái gì thì có nhìn thấy rõ hả thì có gì còn thì lấy cho người không nhìn rõ thì ông bạn thấy vậy đó sắp tới chết rõ thì sắp tới chết rồi chuyện ta sao mà không nhận trăm không còn cái không nghe thì có gì nữa là thì ba hội nghị tới con biết được rồi thì đã tới chắc chắn rồi tới một công lý của người hội nghị có người tới mà cố này là lúc năm hội nghị cố lấy tỷ thì rất rõ thành ra bị các có phước đức
lớn rất là. Nhưng mà các em chỉ tới trình diện cho năm sáu chục người trong em cha mẹ nội các con bị nhà bất ung thư con gái đặt tiền mẹ ơi mẹ ơi mẹ mình phải bỏ con và con phải hỏi người kia người ta tốn tiền sẽ nộp quan trọng là hội người kia mình phải đây là cảm nhận con nghe cũng rất là nhiều người ta có quyền nói chuyện là cha mẹ của người có con cái người ta có bà con người ta có người thì ta có quyền tưởng là ông nhận cái gì cũng nhận là có đúng không cái gì mà hội người kia người ta gì thì con đã học hết cái gì đó là tám tiếng đồng hồ rồi giảm sân xuống xuất sân thành các hiện ra thì có chút nước thì có mà nhân viên đây là chứng nhận là chỉ ba tiếng bảy tiếng mười tiếng ông nào mà nghĩ là ngồi lâu thì nào thì ra hết trong yên lặng là vô suy kiến mình sẽ thấy rõ hơn nhưng mà sống được cái nó là việc khác á tôi đừng nhờ hướng dẫn gì hay là tôi nhờ cái người đâu nhưng mà sống được như cái hiểu biết bởi vì dân tư là tu thì muốn tu là phải ngồi thiền đó thì mới thấy được các pháp nó chuyển biến luôn thế nào rồi bây giờ đem cái pháp thân này ra sống như cái tư suy nghĩ của mình cái nghiền ngẫm của mình trời ơi phải nói thật trời ơi vì cái tập thiết của mình từ xưa về tham sân si đó bất không nó cứ nổi lên nó che hoài và thành ra cái thứ hai đó là cái dòng nước thì chúng ta thấy cái bản nhỏ quá thôi ở dưới tôi cái bản nhỏ rồi cái này bản nhỏ quá rồi tôi học sư phạm mình là cái bản gấp 5-7 lần như này hết một cái do đó là cái bản ở giữa thật là lớn còn hai bên hai cái bản con rồi cái bản hai bản con có thể xếp vô mở ra thành ra giảm một lần 5 bản không có bôi dài nữa thành ra mình nhìn mình so sánh nó dễ cái bản nó có chút bé không biết gì được đó, thì cái thứ nhất đó thì tôi muốn viết lại những gì mình thấy thì cái thứ nhất đó là sống sống ác chuyển thành sống thiện thì kêu là nghiệp cảm duyên khởi còn từ sống thiện mà đi qua dòng nước thì chúng ta kêu là a lại gia duyên khởi thì đây đó là chân vọng vào không gian biến mất không gian bị quá giải vào thời gian thành ra những cái xấu là biến mất hết chỉ hiện ra cái dòng nước thôi mà dòng nước là rất lạnh rất lạnh không có tới mà không có tới thì không có sanh ra cũng chết đây là thế giới của tịnh độ đây là thế giới của biến độ chúng ta phải hiểu cho nó thì cái thế giới này chỉ có nhập lưu nhất dẫn lai bất lai mới đạt được thôi thì nó có đấy thành ra cái thoát tu phải khác hết không có mẫu sư không có pháp môn không có thời gian không có không gian không có tự từ không có đại đa không có tải sửa mà chỉ là sự nhận lại thôi nhận lại là ngay trong cái lượng sống này sống mà nó muốn tồn tại nó phải nương vào đồng nước thành ra nương vào sống người ta nhận được người ta nhận cho nó tải sửa nhận lại cái đồng nước rồi nương vào đồng nước thì sống mới tải chứ không phải dòng nước sanh ra sống nha chính tham sân si chính vô minh sanh ra sống mà vô minh nương vào cái dòng nước để tạo ra lượng sống mà tạo ra lượng sống thì bắt đầu có không gian mà có không gian thì có sanh ra bệnh chết có hoại còn cái dòng nước này không có hoại hay nói đúng sanh ra là diệt liền kia là sát na còn cái sống này nó là chung trừ phải có thành trụ lợi không cái kia thành vừa sanh ra thành thì chỗ gọi không liền lập tức hoặc thấy nó hoặc nhìn liền mất nó thành nó tôi đưa cái bàn tay lên cái tay này tôi lên để xuống lên đưa cái tay nó gọi cái gì một cái tay này hai cái gì nó là sư có một cái tay cái sư không đứng về người đời đúng đứng về bát ngã đứng về sống về dòng nước sạch thành nó cái gì nó có hiện tại là cái quả của
của quá khứ, cái nhân quá khứ bây giờ hiện tại, rồi bây giờ cái nhân của hiện tại tương lai sắp đến. Đúng, nhưng đó là pháp luật của người trời, ta không có tập. Thành ra con chim ca nó không có hiện tại. Bởi vì nó diễn biến như vậy là làm sao có hiện tại? Hiện tại là cái hình tướng. Nhưng mà hình tướng đâu có hình tướng, chỉ có là nước chuyển thôi, chỉ có những cái điện tử, những cái chủng tử đang chuyển biến thôi. Toàn thể pháp hội chúng ta toàn là chủng tử không? Thì làm gì có hiện tại, làm gì có quá khứ, làm gì có gì đó. Tôi nói quá khứ là quá khứ, nó thành hiện tại. Tôi nói hiện tại nó thành quá khứ. Tôi nói tương lai nó thành hiện tại. Thành có quá khứ tâm bất khả đắc, hiện tại tâm bất khả đắc, vị lai tâm bất khả đắc. Chúng ta phải học cái bài kinh câu trước khi đọc câu đầu tôn được không? Nếu quá khứ là chúng mình, nếu ai biết chấp có hết mình, quá khứ cái gì đó là quá khứ đó. Tâm bất khả đắc, hiện tại bất khả đắc, vị lai bất khả đắc. Cái tâm đã biết nhiều quá, đốt thành quá khứ là chạy xa lạc rồi. Các tâm vừa biết đương ra hiện tại thì ta hiện tại nào hai thế nào, cái tâm chưa biết về sau vì lai chẳng có ước ao chi mà, thì nó ngược với cái xấu này. Cái xấu này có quá khứ có hiện tại có vị lai, mà tập trung vào hiện tại. Còn cái pháp môn kia là quá khứ không có hiện tại, vị lai có. Hiện tại phải quán chiếu thấy nó là sanh ra, kêu là hiện tiền. Hiện tiền này chỉ có bất lai mới thấy được thôi. Thì hiện tại chỉ có tứ thiền sắc giới mới thấy được thôi. Thành ra tứ thiền sắc giới với bất lai giống thật nhau. Chứ giảm kẻ lộn của mà. Nếu mà không nhìn được cái hiện tiền mà nhìn cái hiện tại cho là bất lai thì chết. Bao nhiêu con tu kêu hết, nhận đặt làm con hay nhận đặt làm cha. Cái chỗ đó là trong Thủ Lăng Nghiêm rất là bây giờ phải nhớ thì thôi. Bây giờ tiếp theo thì dòng nước ở lại gia thì chúng ta thấy tất cả những cái pháp tu ở dưới này bỏ hết. Thành ra chúng ta rất là khó. Chúng ta tu là theo cái tập nếp, cái thói quen, cái lại ra, cái từ từ, cái nghiền, cái dính mắt, cái nghiện ngập, cái mục đích. Mà qua tới đây là bỏ hết. Làm sao bỏ được? Bỏ cái ác lên cái thiện, mà bỏ cái thiện luôn nữa thì giờ sống với ai? Nhất là quý vị mà không có vấn đề là không thể sống được. Sống là phải có vấn đề thì tôi mới sống được. Tôi sống là tôi sống với cái gì, thấy là thấy cái gì, cảm giác là cảm giác cái gì, mà suy nghĩ là suy nghĩ vấn đề gì. Mà cái này là cảm giác thì cảm giác không có đối tượng. Tương tượng suy nghĩ phân biệt, phân biệt không có đối tượng. Ý chí không có đối tượng. Mà nếu con đối tượng ý chí làm cái gì, mình làm cái gì cũng có thành công, giờ có thất bại. Mà thành công thì mừng, phạt, thất bại thì buồn, sợ. Mà nếu không có quá khứ còn hiện tại không vị lai thì thành công cố cái gì là mỏng thôi. Thành công rồi nó qua, thất bại rồi nó cũng qua. Tất cả đều qua đi, không có cái gì, chỉ có cái dòng nước a lại gia thôi. Chỉ có hiện tiền sát na sanh diệt thôi. Thì làm gì có đau khổ, làm gì có đầu thai. Chúng ta thấy đạo Phật đã sáng tỏ cho đó, rồi khi cái dòng nước này nó chảy chậm thì kêu là dung phong. Cái này khi khác nhau thì có lẽ là năm mũi khác thì chúng tôi sẽ có điều gì tôi giảng cho chị. Chứ bây giờ không thể nói hết, thì giờ nó có một chút xíu à. Thì tôi muốn giảng cho quý vị nắm cái khái niệm. Khi nó chuyển biến chậm nhất thì đó là cái dòng nước thì kêu là dung phong. Khi khác là có nhân viên tôi giảng lại đi sâu hơn. Còn khi nó chuyển biến nhanh, quá nhanh, thì mình thấy cái dòng nước này có lúc là dòng nước, có nước là hào quang. Thành ra kêu là le lối chiếu soi nó chặt trời.
nó chảy nhanh quá, có lúc mình thấy cái dòng nước, có thấy có lúc mình thấy trên cái mặt nước là cái dùng hào quang, rồi lại là dòng nước rồi là hào quang, thành ra chậm chậm chúng ta kêu là le lói chiếu soi. Cái này là mặt trăng thứ hai đó, trong kinh Thủ Lăng Nghiêm. Rồi cái này trong kinh không có, trong kinh mặt trăng thứ ba, cái này tôi đặt ra tôi vừa rồi đó thôi. Rồi khi nó chảy một cách nhanh, chảy xiết, chảy thật là nhẹ nhẹ, thì bây giờ cái dòng nước mất, chúng ta nhìn cái dòng nước chúng ta thấy có một cái dùng hào quang, không có dòng nước nữa, nó chảy nhanh quá mình thấy một cái dùng hào quang. Hôm trước tôi có thí dụ tôi mong cái nhang đồng cũng giống vậy, nhưng mà nó hơi mờ mờ, bởi vì cái dòng nước bây giờ nó biến thành một cái dùng mờ mờ, còn cái hào quang thì rực rỡ sáng soi, nhưng mà nó hơi cái mờ này kêu là vô minh vậy. Chính cái vô minh này khi nó lắc lư nó sao động thì nó thành ra mặt na, tức là tạo ra sóng. Thì có đôi khi cá nha, bây giờ mới thấy đáng kỹ được, bây giờ nó hết rồi, tưởng đó mới nghĩ là nóng cái này, làm gì tới cái tâm đi chờ cái nguyên thủy mà tích ra cái ra một cái chỗ mà sai, chúng ta phải làm sáng tỏ. Rồi tới cái con đường chỉ quá là rất là hay, rất là đậm đó, quý vị sẽ không thấy cái chỗ sơ ở cái đó. Nếu quý vị không nắm những gì thức, nhất là quý vị không đạt cái kinh kinh gì cũng vậy đó. Họ hỏi là nhưng nếu không có đạt không nên đọc nha, mình nào sơ cơ đọc nó là con dâu bé đấy, để nó cắt đồ ăn thì cắt hết rồi nó cắt chưa, quý vị đã cắt đúng cái xương đó. Thứ hai nữa là thích năng được tiền, nhưng mà tiền như vậy làm cái mệt một số là tôi rất ghét thích năng được tiền, không bắt hết tất cả con người, bắt hết tất cả đạo sư, thành ra có nhiều vị hòa thượng ở đây cũng ghét, không thích thế nào được. Nhưng mà khi mà đọc cho sâu, nhất là con đường đạo diễn sinh của Đức Thiên Việt đọc đó, thì mà thấy ổng như vậy năng giúp mình, thấy ổng như Bồ Đề Hạt Ma giúp mình, thấy ổng như vậy năng giúp mình, nghĩa là trước nữa chúng ta viết hai câu có niết bàn, có bất tử, không có con đường nào đi đến bất tử hết, vì tất cả mọi con đường đều là bất tử, không có chấp nhận từ từ lai ra, không có chấp nhận pháp môn, tất cả pháp môn đều phải gạt bỏ hết. Cái này thượng căn tôi không nổi, thằng phàm tôi như tôi làm sao tôi không nổi, thành ra tới thần tướng nói có niết bàn, có bất tử, có con đường đi đến bất tử, nhưng mà niết bàn bất tử không phải là kết quả của con đường đi tới cái chỗ mút xào rồi phải ngày, tức là cái thức phải trong sáng khi ngoại đạo phải đi cái niệm thiền rồi có thật thiện cái thức chỉ dẫn cho mình nhảy nhảy đâu, nhảy vào quá khứ như cái mộng cũ hát tàn, nhảy vào tương lai cái mộng mới như dơ, mở vào hiện tại không có gì, nhảy vào đâu, nhảy vào cái hiện tiền, hãy thấy cái hiện tại chu kỳ này cái sát na nằm ngay trong đó, hãy thấy cái sanh tử có cái bất tử nằm trong đó, hãy thấy cái sai biệt có cái vô sai biệt nằm ngay trong đó, thì cái nào khó mà đi vào. Thì tôi thấy có Thủ Lăng Nghiêm là ví dụ sáng tỏ nhất. Hôm trước tôi nói là tôi nói cái thấy, thì cái thấy này không ai giải được nữa, mà không có từ từ không lấy đai cái nghĩa là xin nói đó là con không thấy, con có Bồ Tát tôi nói có Bồ Tát không có thì con nói không có thì đúng, còn có Bồ Tát thì con thấy, mà không có Bồ Tát thì con không thấy, mà xưa nói là có Bồ Tát cũng thấy mà không Bồ Tát vẫn thấy, cái này con không hiểu, không hiểu thì thôi làm gì nữa, tôi có thể làm là tôi như thế thấy này hết trơn, cái thấy này phải tu pháp môn gì sư tịnh độ hay tứ niệm xứ hay lai vai hay từ từ hay có bổn sư hay có Phật đến dạy cô cái thấy này, không có một người nào xem vào đó, hoặc là quý vị thấy một tấm mà mất một tấm thì vẫn thấy không có một tấm, thì cái thấy này là quý vị qua mất này, bây giờ làm sao được đấy. Chứ nhiều lúc con không hiểu, có hiểu thì thôi. Thì vậy là như cái ba liệt kê với mấy ông tổ Bồ Đạt Ma là đi thẳng như vậy. Chúng ta coi lời Bồ Đạt Ma là đường đỡ đế là đi thẳng. Đường đỡ đế rất là kính trọng Bồ Đạt Ma. Do trí phần thiền sư đế sự. Đây là Bồ Tát Đại Sĩ Quan Âm Hoa Thông Nguyên là vua phóng ra tới ngoài biển ông Thích Con.
Cái trường hợp một cái đối trọi một cái rồi mà ba đi thẳng qua ổng không nghĩ gì hết. Tổng từ đến bây giờ tổng kết hơn 72 cảnh chùa, độ hơn 3.000 ba, ăn mặc ở bệnh tổng lo hết, không vô mặt. Như vậy tổng có trí huệ, có con đức gì hết. Từ Đạt Ma tánh có con đức gì hết. Xuất thẳng à. Ông nói vậy đó, cái đó là cái gì? Cái đó là được phước báo hữu lậu, có hưởng thì có hết. Phước báo nhân thiên hữu lậu, có hưởng thì có hết, không phải là trí huệ. Ông nói gì chứ? Ngài thấy đệ nhất nghĩa thấy đấy, tức là Phật tánh này. Tôi cũng biết Phật tánh, tôi học trí Phật thì sư là đã bỏ ra hán rồi. Ngày lại tôi là vua, tôi học hỏi, tôi biết đệ nhất nghĩa thấy đấy. Vậy thì đệ nhất nghĩa thấy đấy. Ông nói quét nhiên cho tánh, không có mất gì, không có tánh đấy gì đó. Chắc chưa? Ông mới tức, ông mới hỏi vì chẳng ai đứng trước mặt tổng này. Ngài không phải là tánh, tổng không phải là toàn sao? Ngài là biết nhiều thánh đế đó là Phật. Thì là mà không biết đó. Không biết tức là biết tất cả. Biết tất cả tức là không biết gì hết. Được cái đế làm xong đó được cái đó. Bây giờ giải thích, giải thích làm sao? Hoặc là Ngài hiểu hoặc là Ngài không hiểu. Thế tôi Ngài không hiểu thì Ngài như vậy. Thế tôi không làm thế nào cho Ngài hiểu. Nhất là cơ Ngài chín mùi rồi. Cái sự bất mãn này, cái cùng tột rồi. Ngài nhận được cái bất tử thì Ngài hiểu được. Còn ta cơ chưa chín mùi thì lớn hơn nữa, có vậy thôi. Thì cái Ngài cũng thẳng vậy á. Thì Lục Tổ Phật Đăng cũng thẳng vậy đó. Ai mà cần cái gãi tin đến tôi. Nói chúng sanh đâu có phải ai cũng như là tăng cơ cao như vậy mà vô nghe Ngài giảng thì nhận được bất tử đâu. Thì Ngài không phải cho cái Ngài. Nói những người là cần cái Ngài tin đến tôi. Người nào tới tôi là người đó tới chịu chơi. Đánh cái dòng giám bài cuối cùng vấn đề sơ tử. Một là thành Phật, hai là thành hóa. Chúng ta phải có căn bản dụng mới thì nhận được Phật tâm. Một đây những gì nhát quá. Chúng ta không dám đánh giám bảo cuối cùng. Làm biết quá. Không chịu thao thức thì sư trưởng nói là phải thức nhiều ngủ ít. Chị ngủ quá là nhiều. Ai nào một ngọt, ai nào đứng nèo, hôm nay tôi thấy em cho tôi đứng nèo một ngọt một đất. Tôi sáng thấy bây giờ sao chịu nổi, ăn vô nó buồn ngủ chết ngọt. Rồi cho tôi vụt khóc. Một năm này qua năm khác rồi, cuối cùng thì sanh tử nó đến, đi đâu? Sanh không biết từ đâu đến, bây giờ sống để làm cái gì? Còn chết đi về đâu? Cái linh hồn phải ra sao mà đứng đây cái thần thức này ở đâu? Mình có thể điều khiển thần thức, đồng thai cái ý muốn được không? Một cái đó không phải đạo Phật. Mình có thể điều khiển thần thức chấm dứt đồng thai được không? Chấm dứt sanh tử lang thang được không? Đức Phật trả lời được. Nhưng mà phải qua bất giả. Thì thôi giờ chúng ta trở lại. Thì tôi nói đó. Thì cái dòng nước biển này, khi mà nó chảy thần tốc, thì cái này như nữa là như mình đang từ rất lại. Tốc là cái dòng tốc mà thần tức là nó thần biến mà. Nhưng nó chảy thần tốc. Thì chúng ta không còn thấy cái hào quang mờ, mà hoàn toàn là một cái hào quang rực rỡ nguyên nguyên, sáng suốt hoàn toàn. Thì đó kêu là nước chứ không có dòng nữa. Thành ra là đứng lặng mà bất biến. Hồi nãy này mà đứng lặng mà chuyển biến ha, này đứng lặng mà bất biến. Thành ra có ba cái. Cái này sao động mà chuyển biến thì kêu là niệm cảm duyên khởi. Còn đứng lặng mà chuyển biến giọng chơi và hộ đó là a lại gia duyên khởi. Còn nước nó đứng lặng mà bất biến kêu là chân ngư duyên khởi. Thì cái này là bốn đường ác, bốn đường thiện. Cái này là nhập lưu nhất dẫn lai bất lai ba thánh. Nhưng mà thánh còn linh hồn thì nó kêu là thánh hữu hồn. Còn cái này thánh một chấm biết linh hồn kêu là thánh vô hồn. Ví dụ cái học kinh cái gì biết mà không phải giảng nữa. Còn khi mà đến nước rồi là hết rồi. Thành ra cái ác này chuyên vào cái sự cải sửa thì trở thành cái thiện. Cái thiện rồi thì phải nhận lợi cái ác, cái thiện đều là dòng nước hết. Thì thiện ác cái xấu này, xấu ác, xấu thiện thì không phải nương vào dòng nước này có.
thành ra nương vào cái ác cái thiện mà ta nhận lại cái dòng nước, chứ không có cải sửa. Làm sao mà cải sửa thì có thể cái ác xả sửa lại cái thiện, rồi cái thiện cải sửa thiện hơn nữa. Hoặc là nếu không đương đương đúng là đi trở lại ác là cứ lẫn lộn hoài, cải sửa là đi bỏ cái xiềng pháp, xiềng cây qua xiềng dài, bỏ xiềng dài qua xiềng kim ca. Còn cái nhận lại này là không có pháp môn. Ngay cái dòng nước, ngay cái sóng ác là quý vị nhận cái dòng nước trong đó. Mình nhận ở đâu? Ngay bây giờ, tại đây. Không pháp môn, không đạo sư, không lay lại. Thành ra bác đạo sư có nhiều gì không chịu. Nhưng thật sự thì Đức Phật cũng nói, do Ngài tự độ, không thầy chỉ dạy. Mình tưởng là Đức Phật mới vậy mà cũng dạy đó. Nếu mà đi đến cái chỗ đó là do mình tự độ, không thầy chỉ dạy. Còn Phật Thích Ca không phải dạy mình thế. Thành thật chân lý là không ai dạy ai. Mỗi người phải tự chứng ngộ. Chứng ngộ ngay bây giờ là bạn đấy. Trong một sát na việc khước ai tìm hiểu là ông gì vậy? Trong lúc nhận được Phật tánh là bao nhiêu cái nghiệp chuyển ác vô lượng kiếp ngay một phút đẹp chưa tan được. Nhược tương động lửa cùng chúng sanh tự chiêu bạo nghiệp cần xa tiếp. Nếu đã nói dối ta xin truyền tội các vị vì muốn được thành ra cái bát nhã này Phật đó. Còn nếu chúng ta cải sửa đó thì vô lượng kiếp vô tận hết. Nếu cái nghiệp mà có thật thì cái núi tương di trước vẫn nằm. Nếu cái nghiệp mà có thật thì ở trong mình học bài thân đó. Nếu đem trường cấm biết sao thiếu thực dặt dài biết cũ trang xưa biết bao nhiêu nợ mà chưa trả được tiền cầu hậu hạnh phá luôn một bên đi trả thì một bên đất rồi lưng tinh trong cảnh luân hồi loay hoay trở lại biết đời nào đó mấy ai suy nghĩ kỹ sao rảo chân sống nước cho qua cảnh này chán chê bọn cảnh đó là đưa tay trí huệ tháo dây được rồi. Việc từ cái vật luôn ấy chân lao trở lại tánh linh lên khi có trí tuệ rồi tiêu tan hết. Chúng ta thấy là rõ ràng cũng như trần vô não họ tạo nghiệp biết 999 rồi sắp sửa giết mẹ rồi thì Đức Phật mới cứu. Đức Phật nói con có căn lành của con xuất gia bên Như Lai. Trời đất ơi, Như Lai quên con chết 999 người sao? Mà bây giờ cái tội con nặng như vậy là con sở xuất gia mà thành Phật còn thánh được. Thì Đức Phật ví dụ nói chuyện xuất gia đó, cái tội nó quá nặng. Đức Phật nói giống như cái căn nhà để rác rưới 100 năm. Bây giờ con lại gọn dẹp đọt tới đâu? Thấy gọn 100 năm hả? À? Nó không, từng 2-3 tiếng mà con gọn xong. Bây giờ căn nhà để tối 1.000 năm. Bây giờ con muốn làm sáng phải làm sao? Nó còn chỉ đốt gọn đèn rồi lập tức ra sao? Thì Đức Phật nói cái rác lớn cái căn nhà tối như giống như luôn mình và truyền bảo của con. Con dễ 100 năm, 1.000 năm. Bây giờ con lấy ngọn đèn trí tuệ vô thì lập tức truyền bảo tiêu tan hết. Như vậy nó gọi là bất nhã. Thành ra tôi tự nghiệp cái việc phải làm sao ngay cái này nó nhập luôn. Tức là nhập dòng đó. Chứ ví dụ thế tôi làm cả theo cái lượng sóng ác xuống thì cải sửa qua thì quý vị chết. Nha, thì tôi giờ chúng ta trở lại thấy bên Nam Tông là cứ trở đi trở luôn. Nói là đi bắt xa ra là của Phật nên sắc tệ. Nên sắc tuy cũng nhận hết. Thì có nên chia gặp nhau tôi sẽ đem những cái bài kinh của tôi đem theo đó. Của mình sắc tệ. Của dây kết cột. Thì chúng ta lấy cái nguyên gian đó. Thì chúng ta mới làm sáng tỏ được. Chứ tôi nói là tôi nói dốc mà in ra sách mình có quyền. Có quyền phải bên dốc. Rồi tới và rồi nước thẳng tầng và tôi nói thử. Đây là bác nhã ngay thẳng. Tôi pháp nữ trị. Sơ tiền nhị tiền tam tiền là quán vô thường vô ngã khổ đau. Đây là tam pháp tánh của đạo. Tôi nói là phải của đạo. Đức Phật nói vậy. Tôi ví dụ mà. Thì Đức Phật giảng nhưng mà đã cho người trời. Để có nói để chúng ta sợ chúng ta tiến qua rồi. Trời tới và rồi biết thẳng thì hay hơn. Tôi quán ổng ở cần. Ổng cần chỉ. Ổng cần sơ tiền nhị tiền tam tiền giống như. Như trưởng lão. Nhưng mà trong đó là luôn luôn có chỉ chứ đâu có chỉ làm sao có được. Thì có vô lượng cách đó. Thì ngày khôn quán vô thường vô ngã duyên sinh. Thì cái này quá đạo Phật đó. Nhưng mà khi ngài giảng cái duyên sinh thì lọt về tư tưởng. Chúng ta thấy cái duyên của quý vị đọc cái quyển mà con đường chuyển hóa nội cái tựa là ta thấy ổng lên.
làm gì mà có chỉ quá. Chỉ quá là người muốn nữa lên chữ đó thì muốn người để thành trở thành, mà trở thành không phải là bác nhà. Con đường tức là nhận ngay trong đó đương xứ tức chữ ngay trong cái ác có cái niết bàn, ngay trong cái thiện có cái niết bàn, ngay trong cái thiền đạo có cái bồ đề nằm trong đó, ngay trong cái bất tịnh có cái thanh tịnh nằm trong đó. Đó là vậy. Mà bất tịnh hay thiền hay là niết bàn hay chỉ có một thôi. Nhớ mà nhiều phương diện là nó phải nói vậy. Thành ra thường lạc ngã tịnh thật chắc có một. Đứng mà đứng nhiều phương diện vô thường thì nó là thường thì cũng có đó thôi. Đứng nhiều phương diện vô ngã thì nó là ngã. Đứng nhiều phương diện thật tịnh thì nó là thân tịnh. Nhưng mà tưởng có ba bốn cái niết bàn cũng có một cái. Cái dùng điện có một. Một đốt do nó nhẹ cho sáng, đốt vào cũng cho sức nóng, đốt vào bán nó quăng. Có bao nhiêu thứ điện mà. Một đó. Nhưng mà tại sao vấn đề có ánh sáng, cũng là ánh sáng là do nhiệt đơn nhiệt. Hoặc máy quay là do nhiệt đơn nhiệt. Mà ủi nóng là do nhiệt đơn nhiệt. Tủ lạnh, lạnh cho nước đá là do nhiệt đơn nhiệt. Nhưng đứng về phương diện mà Phật cách có một. Đứng về phương diện tất những người khác nhau, vấn đề nó có ánh sáng. Hoặc máy nó do sức máy. Thì nó khác nhau, tác dụng khác nhau, cho nên nó khác nhau. Thì chỉ có nắm được không? Cố gắng nghe không? Thì tới là trước nữa rồi. Chúng ta không biết có gặp nhau nữa hay không đó. Thì tìm biết gặp nhau là phải trả lại thôi. Còn không là không gặp được. Thì tôi giải tán tôi là nó hơi khó thôi đó. Chứ tôi nói mà cũng chết ngọn những việc không chú ý không gì đó thì cũng thôi. Nghe không? Trước nữa tôi cho mấy câu hỏi cho tôi đi về trong năm tới. Nếu mà có tha thiết thì tôi cũng biết tha. Còn không thì không nữa. Thì tôi xuống đây là một. Thấy là tôi cố gắng tình hết sức tôi không có kết quả. Tôi cố gắng hết sức tất cả những người không, mọi người không hiểu là có lỗi không? Tôi không có biết tôi cái lý, mà biết tôi cái lý là cái gì nữa? Thì tôi nghĩ cho nó phải. Để như vậy tôi cũng nghĩ rất là sợ trả lời. Mà chính tôi nói là cái hậu quả của cái gì vậy? Như vậy có chủ tưởng gì mới trả lời được không? Chúng tôi là sẽ trả lời. Bây giờ trở lại nhé. Thành ra khi mà đứng lặng bất biến thì đây là chân như nhân không. Mà đại thừa chưa chuẩn mình nói đó, Đức Phật chưa chuẩn mình nói đó. Vừa chân như duyên khởi là quá thành dụng, không phải là bảo sở. Bảo sở là phải là biển, chứ không phải là nước. Mà biển là gì? Biển là có nước, có dòng nước, có sóng thiện, có sóng ác. Nhưng mà luôn luôn vẫn là nước. Nó vẫn đứng là bất biến. Nhưng mà nó vẫn tùy duyên. Tùy duyên mà dẫn đến lặng bất biến. Thành ra nói Phật là không có nhân quả là sao? Phật phi nhân quả mà thị hiện nhân quả vậy là Phật phi nghiệp mà dẫn thị hiện nghiệp vậy là. Thì cái đó chúng ta kêu là ba độc tam tôn. Người ta từng kêu là tiền phẩm hay là tiền duyên hay là niệm vọng hay là tự tại hay là phi hiện gì đó. Thì cái đó là chúng ta phải hiểu. Cái đó chỉ có một tác tán như người ta thôi. Thôi, bây giờ chúng ta trở lại bốn cái này cũng gì nữa rồi không? Biển, nước, dòng nước, sóng ác, sóng thiện. Tôi hỏi cái gì một hay bốn? Một hay hai, một hay ba, một hay bốn. Bây giờ sóng ác, sóng thiện với dòng nước một thứ là khác. Rồi sóng ác, sóng thiện, dòng nước với nước là một hay khác. Rồi sóng thiện, sóng ác với dòng nước với biển là một hay khác. Có người nói tôi chơi chữ. Giờ làm sao giờ lấy một là sai, lấy hai là trật, lấy ba là trật, lấy bốn là trật. Không thể nói một, hai, ba, bốn. Thật là cái này cũng là biển cũng là nước, biển cũng là dòng nước, mà biển cũng là sóng ăn, sóng thiện, mà sóng ăn, sóng thiện cũng là dòng nước, cũng là nước, cũng là biển. Nhân từ có khác thì có một thực tại, nhưng mà tác dụng khác nhau mà thôi. Thành ra nói mà mình cứ nói được tác dụng khác nhau. Mà nói khác thì làm sao có hai ba bốn được, có một thôi. Mà nếu một thì là một thứ. Không cả chưa. Nói cái này nha, thì tới chút nữa tôi cho đảm bài cái này nha, quý vị phải nói là tôi á. Mà nói cái điểm là cái gì? Hả? Cái điểm nói kia thì có tình nên như khởi, cái điểm là cái gì? Không có gì, pháp giới như khởi. Điểm này là pháp giới duyên khởi. Một rồi. Rồi cái này là chân như duyên khởi. Pháp giới duyên khởi là pho trừng chân như và A lại ra
là những cái nhiên đó. Nó không là gì hết mà nó là tất cả. Thành ra Như Lai nói là cái gì là sai thì nó không là cái gì là sai. Như Lai là nó được là lãng rồi. Tức là chân Như là từ đó nó có nhưng bao giờ nó cũng bị không bao giờ mất. Thì Như Lai mới trở về tiền thần. Mà A La Hán không có tiền thần. Tiền thần chúng ta thường quy định từ là Thái Bồ Đề Phật. A La Hán có nhiễm giáo pháp rồi, không dám đi giáo pháp. Nằm ở cái niết bàn thật tịnh trong đó phái quá ở trong đó. Tự Như Lai kêu ra nó chúng sanh không có Phật như vậy. Đâu có người độ, không có người độ là không có pháp môn độ, không có người chửi, không có tôi bị chửi là độ cái gì. Như Lai nói được. Nhưng mà ông thấy những chúng sanh ông thấy như không? Ông là thầy giáo đã thấy chúng sanh nhiều quá ông ấy. Ông thấy là đâu có ai độ ai, tao đứng không cực. Nhưng mà chúng sanh nó đâu thấy như ông thầy độ, ông kéo về tao đứng không cực như ông mới nghĩ được. Thành ta phải trở lại. Trở lại thì làm bộ sân, làm bộ giận. Đó mà mình bây giờ làm bộ cái sân thiệt á. Còn người ta làm bộ, người ta giữ được cái nước, cái bất biến. Thì cái đó kêu là tùy duyên hay là tùy thiện. Thì thôi cái đó quá cao. Bây giờ xong trường cái này tôi phải bỏ. Bây giờ chúng ta dẫn vào cái khác nữa. Cái gì mà tôi lại biết đọc á. Thì nhớ là cái gì phải dám so sánh và động đảo thôi. Và tôi là phải cùng tham lòng nhiệm thôi. Tôi đã ngay bữa đầu tôi đã nói rồi. Tôi xuống đây là cùng trao hỗn với nhau. Cùng làm việc với nhau. Cái gì vậy mà tôi đọc nghĩa này thôi là cái gì. Mình cứ đọc nghĩa là của tôi. Một cái gì chúng ta hỏi tôi là cái gì phải suy nghĩ. Dân là phải tên. Một cái tôi thì tôi xin tôi khi cả. Tôi cũng chưa tôi được đâu. Nhưng mà tôi tư đó thì tôi hơn. Thì tôi nói không. Tôi ngồi cái nghề ẩm tôi chỉ có cái thiền mệnh thôi. Tôi rất khoái thiền mệnh. Thiền mệnh của tôi là 6-7 tiếng, 7-8 tiếng. Thì trong yên lặng cái gì sẽ tới cả lần đó. Bây giờ không có thành thì làm sao. Hoặc thì đã chết rồi. Mà A La Hán thì làm sao biết gì đó là A La Hán. Nếu biết thì quý vị cũng là A La Hán thì cũng biết A La Hán. Thành ra nó chết. Thành ra mới bị tiền chơi ra phải lãnh bắt. Đi tìm thành A La Hán. Ông làm sao biết ai là A La Hán. Nó biết chứ. Ông coi ông biết. Nếu ông biết thì ông phải tương đương với A La Hán. Mà ông tương đương A La Hán, ông đi tìm A La Hán làm cái gì? Còn ông nói ngôn si quá, ông phải tìm bằng A La Hán. Mà với cái ngôn si ông thì ông tìm được một vị A La Hán giả. A La Hán ngôn si ông. Trong thánh thì tương ứng. Bên đó nhỏ có nhiều cái độc đó. Thành ra tôi nhớ vị tổ cái này, tôi kinh và có chân lý không? Ngày suốt đời này có chân lý ngày thuộc 40 mấy bài. Giảng pháp còn là trả thuộc lòng chân lý không? Mà ngày sai mê, rất là cái biểu luôn được tâm lỗi. Ngày mình sai mê, tiếng mấy rồi hai tiếng. Thì hôm đó, tôi kể sơ là bên Phật giáo thống nhất, sống nhất hết ngày 6 thì nhiều tới chức Phật của Sơn Lôi, Lục và Tăng gì đó, Phật giống hết. Mới là Phật giáo thống nhất. Thì có Tăng thống, có Tăng thống, mà tự trị sự gì đó. Thì lúc đó tôi nghe hành đạo này. Thì mấy vị trưởng đoàn, 6 đoàn mới xuống thỉnh vì tổ giặc đấy. Bây giờ Phật giáo người ta thống nhất hết rồi. Còn mình tới 6 đoàn chưa có thống nhất gì hết. Thỉnh thượng tỏ, đó kêu là thượng tỏ, chưa có là thượng tỏ rồi. Nếu tụi tội về làm tăng thống, tụi con bò hết rồi. Tụi tội làm tăng thống, đức kỳ sự làm có tăng thống. Tuy nhiên làm tổng kỳ sự. Rồi ai cứ dạy 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 với ông trưởng đoàn cũng làm rất lớn hết. Tụi tội nhân gì là có ích lợi gì? Lá phái ích lợi ai nhiều tổng hồn, chứng minh cho cả. Ngàn tăng lý rồi, phải nhậu thức pháp gì đặc giống như bên bên Phật giáo người ta thống nhất hết. Thì ngài cái hay của ngài ngồi ngồi để lắng nghe, ngài không nói gì. Nói rồi ta tiến hồn trì mà hết cái bầu cử của quý vị đó hay là cái gì ngài là lớn nhất. Thì ngài là suy trưởng thì phải là thân tội. Thì ngài phải là tăng thống, tụi con có niềm tin. Thì Phật giáo mình có những khớp chỉ mới thống nhất mới so ra với binh Bắc Tông được. Tôi cũng nói rất dài. Tôi nói như thế này. Rồi bạch lần thứ hai, thứ ba, cái ngày tuyệt cường. Ngài nói sao biết không? Tôi thấy là ngài hổng có ấy ngồi thiền không mà ngài hiểu có nghĩa đấy. Ngài nói bên Phật giáo người ta thống nhất là vậy. Người ta 8-9 tông phái nào Vũ Sơn Môn, nào Lục Hòa Tăng, nào Tất Tông, nào đủ thứ đó. Người ta chia rẽ người ta thống nhất. Còn tôi như xin chia rẽ hồi nào. Có chia rẽ có thống nhất mà là không chia rẽ thống nhất cái gì.
thì sư trưởng đưa ra một cái pháp hành đạo, một cái pháp tùy xứ. Thì sư trưởng xếp bó là sư chưa có hành đạo. Thì giờ sư về sư dẫn hành đạo với tôi là không biết có gì đâu. Tôi với sư có chia rẽ hành đạo không? Nếu có chia rẽ thì mình vẫn mới thống nhất, mà đã không chia rẽ có biết cái gì. Cô như vậy thì thấy ngài nói đó là tôi ngồi tôi nghĩ tất tuần. Tôi nghĩ tổ không từng coi quên. Mà ngài nói còn bác nhã. Có chia rẽ mới có thống nhất, mà tôi sẽ không chia rẽ đấy thì không biết. Có nắm thì bây giờ mới có buông. Mà đã không nắm buông là buông cái gì? Có nắm ra mà buông, tôi từ đầu giờ tôi không nắm thì phải biết tôi buông cái gì. Mà nếu tôi đã nắm rồi thì tôi phải buông rồi. Chúng ta phải để ý cái bác nhã sâu sắc như vậy. Chút nữa chúng ta sẽ thấy mấy vị thiền sư cũng làm chỗ đó. Như trước tôi đã nói, biết giọng không theo, đã biết giọng rồi mà còn không theo thì đã có theo rồi, bây giờ mới không theo. Rồi không theo là không tin tưởng nữa rồi. Nó chúng ta thấy là cái bất giả được nói gì vậy? Không nói kiểu đó là quý vị không thấy cái sai. Mà nếu sai một ly là quý vị đi ngay rồi, quý vị lọt của ma cỡ là bốn đường lát cũng được. Thôi giờ chúng ta trở lại giờ thôi ha. Bây giờ trở lại với giới định tuệ của người trời. Ha, biết đầu với tôi chút nha. Thì chúng ta nên nhớ thế giới hiện tượng là thế giới của vòng tròn. Ngũ quỷ cũng trình bày theo vòng tròn. Ha, bác chánh đạo cũng trình bày theo vòng tròn. Thập nhị giới duyên của vòng tròn. Thành ra cái sai lầm của chúng sanh là khổ cho nó. Chúng ta nói đường thẳng, không bao giờ có đường thẳng. Khoa học bây giờ cũng chịu cái Phật giáo hay nữa. Bây giờ chúng ta lấy cái vòng tròn thật lớn, cái sắt đó. Chúng ta lấy vòng tròn từ hai đường kính, từ hai ba thước, mà đẩy thước càng nhìn nó càng lớn là tốt. Rồi chúng ta chặt từng khúc nhỏ nhỏ, từng tấc hai tấc. Thì quý vị thấy nó không có gì thẳng bằng nó. Phải không? Quý vị vòng tròn đẩy như đó nè, thì đường kính từ hai thước, ba thước càng lớn là tốt. Quý vị chặt từng khúc nhìn từng tấc hai tấc. Đối với gì mà bẻ nó thẳng hơn, nó thẳng bằng à. Nhưng mà quý vị nối cái thẳng băng này lại thành cái vòng tròn. Phải không? Quý vị làm thử coi. Quý vị lấy cái sắt mà ta làm ra như cái đường kính từ hai ba thước. Quý vị biết đó là cái vòng tròn. Nhưng quý vị lại chặt từ khúc từ một tấc hai tấc, nối liền mà bẻ nó thẳng hơn. Nó thẳng băng. Nhưng mà đó như cái thẳng băng nó lại thành cái vòng tròn. Thì ra không có vòng tròn. Hồi đó học đó từ hai đường thẳng song song. Hai đường thẳng song song là không bao giờ gặp nhau. Đó là học kinh đúng về mặt Phật. Nhưng mà qua hành học không gian, hai đường thẳng song song gặp nhau ở vô cực. Chúng ta thấy quả địa cầu phải không? Địa cầu hình tròn hay hình phẳng? Không có. Thế mà chúng ta làm cái mặt phẳng, chúng ta tất nhà trên mặt phẳng, có mặt phẳng không? Phẳng quá. Nhưng mà nói cái mặt phẳng này lại thành cái quả địa cầu. Phải không? Chỉ có mặt cong, mặt mo thôi chứ không có mặt phẳng. Chúng ta là mặt mo. Chúng ta lì rộng, tại sao chúng ta mới linh hồn? Cái đó là quý vị phải coi chừng cái phát giác của mình. Rồi còn những cái sai lầm nữa, nhưng mà là bây giờ chúng ta nói về cái sai lầm cũng nhớ được rồi. Chịu khó nhức đầu với tôi chút nha. Còn nếu gặp tôi nữa thì nhức đầu nữa là thôi trốn đừng có gặp. Một là giới, hai là định, ba là người. Thì giới nó thuộc về sắc thân. Năm giới năm hành. Hành là cái duy nghi, cái tư cách của sắc thân. Còn cái giới là giữ cho mình, cho người. Thì quý vị đã biết tôi đã giảng nhiều rồi. Thì giới là cho sắc thân. Còn cái định này là cho cái tâm linh. Thì có hai cách. Một đó là chỉ, hai là quán. Chúng ta giảng rồi, chỉ là đè xuống tầm sát thủy là tỉnh định xã. Thì đó là được. Còn quán là huệ. Quán các pháp là duyên khởi, là vô thường vô ngã của đạo. Đó là pháp quán của bên năm tâm. Như vậy nếu quán cái quán đó là huệ,
thì vô thường, vô ngã, khổ. Thì chúng ta thấy đây là thế giới có hiện tượng chúng ta đang sống như vậy. Tất cả cái gì cũng vô thường, tất cả cái gì cũng vô ngã. Mà Đức Phật nói vô thường là sướng hay khổ? Khổ. Thì các con có nên nhận sắc thọ tưởng hành thức là sướng không? Không. Có nên nhận sắc thọ tưởng hành thức là ta, là của ta, là tự ngã của ta không? Thì không. Nhưng mà cái tự ngã của ta cái gì chưa hiểu nè. Nữa là gặp nhau với người ta trả lời cho tôi cái đó. Ta của ta thì dễ rồi đó. Còn tự ngã của ta là cái gì? Tôi đố người bị đánh cho nổi. Người gì không nắm được cái này là không nắm được đạo Phật. Chúng ta cứ đi lẫn quẩn hoài. À, thì đó là từ sau gặp nhau thì chúng ta trao đổi cái đó. Vì tôi giao cho quý vị định về hiền hẳn. Quý vị phải ăn nằm với nó. Người thì ta nhiều thì ra tới trong 15 hạng chúng sanh tôi có giảng rồi. Nhưng mà tôi không có giảng hẳn quý vị, tôi có góp gì hết trả lời hết chứ. Tôi cái gì tôi mới làm hết thì đâu có được. À, thành ra giới là sát thân. Tâm đó là cái định, phương pháp đèn ấy. Còn huệ là cái quán chiếu. Mà nó nhớ có thể tâm định mà không có huệ, nhưng mà có huệ nào cũng phải có tâm định, không những làm số quá được. Thì theo bên nguyên thủy bên Nam Tông thì cái huệ là quán vô thường, vô ngã, khổ đạo. Mà nếu quán vậy thì tất cả trần an này là đạo khổ, đạo Phật là đạo sáng đời, là đạo chính thế. Thì hòa thượng nhất là thấy được cái chỗ đó, ôi mà thấy được cái đó. Cái này là đồng định với nhau, tôi thấy cái chỗ này chỗ sai lầm. Vô thường vô ngã là khổ, nên là để cho mình tiến hóa. Mình ở khỏi bốn đường ác mình thấy nó đau, nó vô thường vô ngã, thôi lên khỏi người. Có người thấy cũng vô thường vô ngã cũng khổ đau, lên khỏi trời dục giới. Có trời dục giới cũng vô thường vô ngã khổ đau, lên khỏi trời sắc giới. Rồi sắc giới lên khỏi trời vô sắc. Tôi chạy hoài chạy tới vô sự sớm thì giống như là A-la-hán, nhưng mà biết là lượng chạy lên tới thiên vi tử, tương tự như là như cũng biết là lượng chạy đi đâu. Thế là toàn thể tam giới đều là khổ. Vậy thì Đức Phật cũng khổ, không có cả đâu. Thành ra cái chỗ này chỗ sai của bên anh. Tôi biết là bây giờ này nữa mình đọc những mình biết mình sắp để lấy cái này làm căn bản thì tôi thấy nó có sai lầm rất lớn dễ nhầm. Còn qua tới và thường nhật thì đọc báo lên chúng ta có nhận đây thì ngài nói rằng cái quán này đó là vô thường, vô ngã và duyên sinh. Chúng duyên sinh là đọc đó đấy. Duyên sinh là duyên sinh là các pháp do nhiều nhân duyên hợp nhau, chứ không có cái gì cố định nữa. Thì do cái duyên sinh này thì mới có cái này có thì cái kia có, cái này không thì cái kia không, cái này sanh thì cái kia sanh, cái này diệt thì cái kia diệt. Đó là các pháp duyên sinh, mà nhất là trong Tông Bộ Kinh. Thành ra quý vị thấy với những cái này nó liên hệ nhau chặt chẽ. Nếu mà con người giữ giới cho kỹ, giới thanh tịnh thì tu định rất dễ dàng. Và nếu giữ giới cho kỹ thì con người sẽ quán sát dễ dàng. Thành ra giới nó như sao, với một cái kiềm ba chân, gãy một chân là không được. Thành ra khi mà cái định mà lâu sâu kỹ rồi thì cái định lực mạnh này chỉ giới rất dễ. Thì giới gì khi mình phá giới, nhưng mà cái định mà mạnh mình lướt qua được, mình đè nó xuống một thánh được. Mà cái định này cho lâu kỹ sau thì cái trí tuệ càng ngày càng sáng. Thành ra định thì nó liên can với giới và huệ. Giới liên can với định và huệ. Rồi tới huệ, nếu con người sáng suốt linh động rồi thì tu thiền định rất dễ. Mà con người sáng suốt linh động thì thấy rõ cái giới, những giới rất là dễ dàng. Thành ra thiếu một cái là không được. Thành ra ba cái này nó liên lạc nhau chặt chẽ. Như cái kiềm ba chân, dĩ một chân giới này rồi là không thể đạt. Thành ra Đức Phật nói giới còn thì đạo Phật còn, giới mất đạo Phật cũng mất. Mà giới mất rồi thì cái bụng này làm sao? Mà cái huệ này là quan trọng nhất. Có huệ rồi là có giới, có định. Nhưng có giới
có thể không trông định được, không có thể được, nhưng phải luân hồi. Có giới rồi có định, nhưng mà không có nghệ vẫn được. Nhưng mà có cái nghệ nào không có giới định là không có nghệ được. Thành ra cái nghệ này nó gom cả hai cái này. Cái đó chúng ta phải hiểu. Nhưng mà có cái nghệ của Phật giáo là cái nghệ của người trời. Thì chính anh ta lấy nghệ người trời vô thường vô ngã là khổ đâu. Cái nghệ này không phải nghệ của Đạo Phật. Tới vô thường vô ngã duyên sinh là cái nghệ của Đạo Phật. Duyên sinh là cái à, cái đó là cái khó. Bây giờ bắt đầu chúng ta đi vào duyên sinh. Thì không đủ chỗ viết, tôi nói đổi này nha. Thì duyên sinh chúng ta thấy cái duyên sinh đó thì chúng ta thấy trong Trung Bộ Kinh có một cái câu nổi tiếng đó: ai thấy pháp, ai thấy duyên sinh là thấy pháp, ai thấy pháp là thấy duyên sinh. Ai thấy duyên sinh là thấy pháp, ai thấy pháp là thấy duyên sinh. Thì đại thừa thêm cái nữa, ai thấy duyên sinh là thấy Phật. Thì có người học chuyện đi kinh giải nghĩa không có đánh thêm, tôi là tôi chấp nhận. Nhưng mà giải thích thì sao? Thì có chủ yếu phải rất hay lấy cái này là đúng là đâu Phật. Nhưng mà duyên sinh là cái gì, pháp là cái gì? Duyên sinh là các pháp thì chúng ta thấy là cái này có. Thì cái kia có. Cái này không thì cái kia không. Cái này sanh thì cái kia sanh. Cái này diệt thì cái kia diệt. Thì từ cái duyên khởi này, duyên sinh này sanh ra cái này. Thành ta nói cái đạo Phật là đạo duyên sinh, lời duyên sinh là không có đạo Phật. Đúng không? Đúng mà không đúng, cái chỗ này cái chỗ chết. Đa số đấy có cái này là duyên sinh. Duyên sinh thì thấy duyên sinh là thấy pháp, thấy pháp là thấy duyên sinh, mà thấy duyên sinh là thấy Phật. Đúng mà sai. Cái chỗ chết của chúng ta là chỗ đó. Như vậy câu này sai không? Nó không phải sai, người đã thích sai. Cái chỗ này, cái chỗ của mình biết là tôi sẽ tìm biết được là từ nhờ người này. Nhưng nhờ cái là mình tìm cái người đọc là có nghĩ người vào hiện sinh giới đó. Ngài bác hết tất cả những chỗ sai lầm. Những cái gốc đất mà cái tư tưởng của nó xảo cá, nó dĩ quyền. Nó kẹt mình từ cái này qua cái khác. Thì phải năng tài tình, đục có bỏ là tương giới người ta một lần cái tay đó mới là chỉ khôi đó nó mới tránh có cái này rồi đạo Phật tôi mới thấy cái này thì tôi đối với những cái câu này sai hay đúng không nghĩ có Phật đó mình là cái nền tảng của đạo Phật. Ai thấy duyên sinh là thấy pháp, ai thấy pháp là thấy duyên sinh. Cái gì cần kiếm được công vụ không hả? Sai là sai là cái gì khởi rồi. Duyên khởi là duyên sinh chứ còn gì nữa. Ờ duyên khởi cũng được. Là do duyên mà nó khởi ra, hay là do duyên mà nó sanh ra. Còn ôi duyên khởi duyên sinh mà cũng là khác được thì chết thôi. Không nhớ duyên khởi duyên sinh cũng thấy bằng thứ đâu. Phải không? Do duyên, do nhiều duyên mà sanh ra. Cũng như tôi không thể có được. Tôi là có, tôi là do tất cả không phải tôi mới tạo nên tôi. Thấy chưa? Cha mẹ là cái duyên gần nhất. Còn phải có cái gì, phải có
có không khí, phải có bác thợ nông cô, phải có người kỹ sư, phải có bác sĩ, phải có người nông, phải có gạo lúa, bắt đầu có người này chứ. Thì cái đó là gì? Cái đó là duyên sinh. Một người sẽ nghĩ có là vô lượng duyên. Mà vô lượng duyên có đôi nằm trong đó. Ta là tất cả là ta. Thì đó là duyên sinh. Thành đó mới nói cái này có thì cái kia có, cái này không thì cái kia không, cái này sanh thì cái kia sanh, cái này diệt thì cái kia diệt. Ngoài cái duyên sinh này không có đạo Phật. Đúng không? Cái gì thấy cái chỗ chết thì hoàn toàn nhớ lại mấy chỗ đó. Mà nó không đúng. Nó không đúng. Bố thì biết không đúng chỗ nào. Đúng là tôi gửi cho quý vị về trong một năm, hai năm tới gặp nhau chúng ta sẽ bàn. Nó đúng là nó không đúng, do không đúng này chúng ta lợp là ngủ không à. Con này trời đất sắp đó. Ai cũng nói vậy, tôi thấy bây giờ đa số chúng ta trong báo dân đó Phật giáo cũng vậy. Duyên sinh là đạo Phật. Ngoài duyên sinh không còn đạo Phật. Đúng. Cái chỗ chết của nó. Chúng ta hướng về Pháp Môn Người Trời. Thì ở trong này con này cái nào mới là đúng? Thì là cái chỗ khó khăn thành ra trong cái thủ la môn thủ la nghiêm bảy lần A Nan trình bày cái tâm, thì tới cái thứ bảy A Nan bát sáu lần, thì Đức Phật bát sáu lần, thứ bảy A Nan vẫn còn nhớ rồi. Đức Phật nói trở dĩ cái chân tâm, cái tâm này có là do duyên sinh, do duyên khởi. Ngài muốn tính như duyên khởi cũng được, do duyên khởi mà có. Con nhớ Đức Phật có giảng rồi, Đức Phật bác vô cái duyên khởi. Có nhiều người ra là cũng là nghiêm là ngoại đạo. Nếu bác duyên khởi thì con đi đạo Phật nữa. Bác duyên khởi là bác nhân quả đồng thời, nhân quả khác thời. Bác duyên khởi là bác mới đạo Phật, thì không có nhân quả nào sao có đạo Phật. Con người khó tin vào nhân quả. Mà thủ la nghiêm Đức Phật ba thôi. Và nó tôi coi cũng nói là nó có người không chịu thủ la nghiêm ngoại đạo kinh phát triển. Phát triển hay không phát triển đối với tôi không quan trọng, mà đúng hay sai chúng ta thấy nghiêm cũng từ đó tôi mới có suy nghĩ, là tôi mới thấy là vị năng tiếng Nga đọc báo ông cô bá tiếng được như chân nào, mà không phải là bá mà làm cho nó sáng tỏ. Vì tôi thấy thủ la nghiêm đó nhiều người không chịu, thành ra trong cái tương truyền là sau này thời Phật pháp này là kinh thủ la nghiêm bị diệt trước đó thầy. Vì sao? Vì đó là pháp Phật mà người ta có người trời sao có gạt pháp Phật đó. Nếu mà nói ra nữa thì mấy người gì? Tiến sĩ, kỹ sư, tu đạo Phật, những cái hòa thượng lớn này kia chết rồi hết. Ngoài ra thì các ngài trời thì các ngài phải dẹp cái thủ năng nghiêm. Có phải là thủ năng nghiêm mất, nhưng mà không còn ai coi, nhưng mà coi cũng không có vô. Không có vô. Chúng ta thấy là nàng nó phải thấy là ở con mắt Đức Phật ba. Nó phải thấy trong con mắt Đức Phật ba, nó thấy ở ngoài con mắt Đức Phật ba. Tới lần thứ bảy A Nan mừng quá, con nhớ rồi. Đức Phật nói cái thấy là do duyên khởi. Đức Phật nói sai luôn. Mà ngài bác hay lắm nha, tôi lập lại để tôi coi để thuộc lần để mà tôi giảng là cái phản lại. Thì cũng như bằng một kinh lập đó. Ngài bác mà nó sát tỏ như thật. Thì sau chúng ta coi sâu vô nữa chúng ta mới thấy là cái duyên thức đó. Thì Đức Phật cũng bác luôn. Tiến đến với tầm. Khi mà có một cái tiếng nói thì nó dần như là có ba động, nó chạy đến đầu ta, cái tay nó nhận thức nó là sắc vụ. Rồi dây thần kinh nó nhận trên đó mới là có thọ vụ. Thì ngoại đạo nó không chịu. Ngoại đạo nó thuộc về tiên thiên. Còn cái kia là địa tiên, tức là các nhà bắt đầu bây giờ tiên của là nghiêm kia là địa tiên. Thì sai hơn, tốt hơn. Cũng đúng vậy, với một cái tiếng nói tôi là cái đạo sống ba động. Muốn đi tới cái màng nghĩ mới rung động. Thì bằng những cái nhận lấy tiếng đó dây thần kinh thị giác bắt đầu mới có cảm giác. Nhưng mà qua tới thiên tiên đó là tiên coi nó sai. Trong cái bằng những mình nó có những cái thần
Mình tốt thiền đó, cái thần lực mình mạnh thì cái thần lực. Bởi vì cái nhận thức với đối tượng nhận thức. Nãy tôi nói là đối tượng với nhận thức. Thì cái làn sóng ba động đó là đối tượng. Đối tượng chứ không thân nó chạy với lỗ tai tôi thì cái lỗ tai tôi mới tiếp nhận nó. Thì mấy ông tiên trên cao không chịu. Nói chính cái nhận thức này nó phóng ra. Rồi cái đối tượng nhận thức phóng lại. Mà nhận thức này thì chiếu biến lên hướng đối tượng. Nó biết được anh thân chứ anh thân không biết được đó. Như vậy thì nó tốt hay hơn. Thì nó đến nó bảo lấy cái anh thân chứ. Thì cái này Đức Phật trong kinh Vũ Lăng Nghiêm nói ngoại đạo nó cao. Nó mang tiền nó cao. Thành ra chúng ta trong cái 250 giới này, chúng ta phải nghe lời dạy của chư Phật, chư tiên, lời khuyên của các thiền. Tiên họ phải mở ra. Đó là sự cơ hội nó gì đấy. Nếu mà tiên gọi là Phật thì ba thần nó là nhân. Chỉ nhân cận cao. Nếu chị yêu mà nghe đầu Phật rồi ba cái lửa đầu tên đầu Phật thì thành A La Hán rồi. Thành ra mấy ông tiên nói với mình tôi thần lực mạnh đó thì cái định lực đừng có cái nhận thức này nó phóng ra thì cái âm thanh anh tâm chuyển động có 344 cây 44 thước trong một giờ. Chúng ta phải học nói vậy, 344 thước trong một giờ. Còn cái làn sóng của mình nó tương đương với ánh sáng 300.000 cây số trong một giây thì nó phút ra rất mạnh. Nó bao trùm lấy cái âm thanh. Âm thanh lớn rất chậm. Thì tới đạo Phật, đạo Phật nó hai cái đều sai hết. Chúng ta thấy đủ là niệm Phật táo. Thôi cái này thì khác. Thì chẳng ra đạo Phật cái gì chưa hiểu nổi rồi. Thì âm thanh đến với mình phóng ra bao trùm lấy âm thanh. Điều chưa đúng với chân. Đó là đúng như cõi trời rồi. Không phải đạo Phật. Thành ra thấy đủ là niệm Phật. Thì đứa trời là đạo Phật rất là. Nếu mà coi nghĩa là nếu mà coi trên nguyện năng phát bảo đàn cho cái kích nào cũng nguyện như vậy. Nhưng mà mình coi người sơ coi mình coi ra coi xuống địa ngục thì nó chưa tôi bảo đảm vì nó quá cao không hiểu thành quá thấp không hiểu giới không hiểu thành tâm bình hà lao kỳ giới là những cực hà những tốt thiện chết mà tâm bình là cái gì hạnh cực là gì tâm bình hà lao kỳ giới là tâm đó bình thôi hạnh giới là cái gì. Hạnh cực hai đúng tốt thiện, hạnh cực tốt thiện. Đối cảnh mà vô tâm mặt với tiền. Mà đối cảnh mà vô tâm trước. Mà vô tâm là cái gì? Thầy đối vậy là coi thì đáng chịu. Cũng đã chứa hại. Còn đủ khả năng là được định lực tương đối. Quyết định những lời sao tử. Thì ít nhất cũng dần dị thiền tâm thì. Còn niệm Phật mà còn tán loạn. Mình có coi kinh có bỏ lại. Mình cũng coi chức quan. Thế giết mình chết được. Nhưng mà qua tới những thiền tâm thì nó tâm ra định rồi. Định sanh nghĩ lạc, nghĩ hỉ như là có thể có. À, thì như vậy là làm sai đó, chuyện mà đổ từ tôi là không được rồi. Tôi chỉ nói sự thật thôi. Thì bây giờ trở lại. Thì chúng ta thấy, tôi nói cho quý vị suy nghĩ nha. Thì ai thấy duyên khởi là thấy Pháp. Ai thấy Pháp là thấy duyên khởi. Thì ở đây cái quan trọng không phải là duyên khởi. Mà là cái thấy. Chúng ta phải hiểu chưa đó, không phải là duyên khởi. Duyên khởi là các pháp hiện tượng giới thì nó có duyên khởi thôi. Nhưng mà tôi nói là duyên khởi các pháp do cái này có, được kia có, vậy là tôi đắc chưa? Chứ đó là cái phân biệt của quá xế thôi, chứ không phải là chúng ta. Tôi rồi. Còn người ta thấy rõ nó chuyển biến như thế nào, thấy như thật như tự. Thân như thật thôi. Thấy như thật thấy, chỉ thấy mà thôi. Chứ đừng thấy cái gì hết, cái này là bao phần. Còn thấy đã có cái duyên khởi, nếu có duyên khởi làm quan trọng, chặt lắm. Duyên khởi là lương trời. Nhưng mà thấy duyên khởi, đi như duyên khởi được không? Thấy chỉ thấy mà thôi. Thấy như thật thấy, nghe như thật nghe. Nghe chỉ nghe mà thôi. Thì cứ nghe cái thấy là quan trọng. Tại sao mình không lấy cái thấy nghe này làm quan trọng? Ai thấy duyên khởi là thấy Pháp thì cái thấy là quan trọng. Ai thấy Pháp là thấy duyên khởi. Thì cái thấy là quan trọng, cái duyên khởi ai có gì? Nếu mà thấy rõ duyên khởi là duyên sáng thì không biết mắt rồi nữa. Mà không biết mắt thì đã là Phật. Vì là chúng ta thấy đi. Cái câu mà nói đó thì chúng ta thấy là cái này có cũng sai đó. Là tri huyễn tức ly
thì tức là đọc đó ly nguyện tức giác nó có thì ra được là tri là biết, biết là hiểu, hiểu là giọng, giọng thiện giọng ác thì cũng giọng hết. Tri nguyện tức ly, tức là lập tức ngay lúc đó không theo. Chứ ly là không theo nào. Mà mình có theo đâu mà không theo. Nếu mà tôi đã có theo rồi, giờ tôi không theo thì cũng là sức của theo đó. Tôi bây giờ tôi giận anh, bây giờ tôi tha thứ cho anh. Như vậy có thật sự tha thứ không? Cũng là thức chấp nữa thôi. Tôi có nắm đâu mà bỏ. Ngay từ đầu mà tôi đã có nắm rồi, bây giờ tôi bỏ thì cái bỏ mình thức có nắm nữa. Tôi thấy là sơ tiền không được, rồi tôi bỏ sơ tiền, tôi lấy nhiệm tiền. Thì nhiệm tiền cũng là cái chấp nữa. Tôi thấy nhiệm tiền là cái gai tôi thể lên tâm tiền. Thì tâm tiền cũng là cái đồng. Chừng nào thấy rõ như vậy đừng có dính mắt. Thì là chữ ly mà không thể nói là không theo được, mà phải nói là cái tri này mới quan trọng. Không phải cái nguyện là quan trọng, mà là cái tri nó quan trọng. Tôi biết là giọng thiệt giọng ác mà tôi thấy rõ, tôi biết rõ. Thì cái biết này chính là chơi rồi còn cái gì nữa. Đi tìm cái chơi đó đâu. Tôi là ngôn, tôi biết tôi ngôn, thì cái biết này là trí huệ. Bây giờ ngôn tôi cải sửa cho nó khôn, thì cái khôn này là cái trái hình của cái giọng nữa. Làm được không? Hiểu không? Nếu không hiểu thì thôi. Còn đó là nãy vậy đó, không hiểu thì tôi cũng không làm được đó. Còn hiểu là về cho bạn hiểu thì chưa, tôi cũng chưa làm được là tới trước. Cái này là danh tư, thì tôi có cái tư hơn quý vị thôi. Còn cái tôi của chị tư là khi trả lời biết đâu quý vị nghe quý vị tôi trước tôi cũng chị. Thì chị nói giải để tôi, thì có giải thôi. Còn cái này không ai giải phải được đó. Biết thì biết, không biết thì thôi. Thành ra mấy vị tiền sư thường tôi chỉ thẳng vậy. Mà lão nói là với thứ tâm bất khả đắc, vị lai tâm bất khả đắc. Tương lai vị lai bất khả đắc, hiện tại tâm bất khả đắc. Đấy, những cái tâm nào, chỉ đưa đây rồi những tâm. Hổ ngồi cũng nổ cái rồi. Tôi thủ tôi trong kiếm ca cố, mình sẽ đại công gian, mình hướng nhớ cho tôi này. Bây giờ mà lão hỏi ra đây xong, cũng vừa suy nghĩ rồi. Một phút nghĩ suy mấy ba ngàn dặm. Đại đức biết thì nói, biết không biết thì thôi nha, phải không? Đừng có suy nghĩ là càng sanh sướng nhiều vấn đề. Thành ra vấn đề của chúng ta đó là do tư tưởng. Mà chấp nhận tư tưởng là cái ngôn. Chấp nhận tư tưởng là tư tưởng với vấn đề. Mà trong máu anh có vấn đề, mà trong phổi anh có vấn đề. Có vấn đề là có đau khổ. Bây giờ lại giải quyết vấn đề thế giới, bây giờ đang mất hòa bình. Bây giờ làm sao làm hòa bình cho thế giới? Đặt thêm cái phiền não, thêm cái chiến tranh cho thế giới. Thế giới làm sao hòa bình được? Nếu thế giới hòa bình Đức Phật ra thì thời Đức Phật hòa bình hết. Vừa lừa lừa giết hết giờ hòa bình. Đức Phật cả ba lần cũng được. Vô tần và sa la, a sa tế, giết tần và sa la, Đức Phật còn sống, ngay là cái gì? Vậy thì Đức Phật sao lên đời để làm cái gì? Để hòa mình cho mỗi người chúng ta. Nếu quý vị là vị A-la-hán thì mình sẽ nhớ có đánh nhau mình máu hơn một hai thước. Bây giờ đến thấy hòa mình. Thì tâm tịnh tích hợp tiểu tịnh mình lặng lẽ mình hòa mình rồi. Cái này là tu hát đó. Rồi quý vị không dám ra đóng kẹt nữa làm hộ nữa. Vì quý vị rút về cái nước mà tịnh tịnh thì bị vỡ. Thì ra cũng là bộ khóc, cũng là bộ than thở, cũng là bộ đủ thứ đó. Nhưng mà khóc là cái tâm chưa hề làm. Thấy chúng sanh khóc mình cũng khóc. Chúng sanh bệnh mình cũng làm bộ bệnh. Tôi dùng chứ làm bộ bệnh nó rõ hơn. Nếu từ trong chúng chứ là thị hiện. Hoặc là thị hiện chúng duyên. Thế hay là chưa có gì đó tùy duyên hay nhận dẫn hay tự tại gì đó. Thế là tùy chúng ta muốn được. Cái này cao đó. Cái này là mình phát bỏ đàn nói tới cái này tôi đừng có đọc. Giờ chúng ta lo cái này thì chúng ta nên nhớ cái này, mà nếu chúng ta thấy cái duyên sinh là đạo Phật thì chúng ta chết. Duyên sinh là đạo nơi trời. Thì tôi thấy là chúng khởi vậy.
do đó nó cải sửa chuyển nghiệp thì mới có là quả vô vi tử, nó có phản lực, nó có tàu lạnh, nó có cái tay lạnh, nó như là dính sức lấy bộ đá nó luyện thành vậy. Thì đây là dính sức, nó có duy sinh cho nên nó chỉ là chủng tử, chỉ là điện tử, nó bấm như cái điện tử này để tạo ra những cái nối lạc, những cái thần thông, những cái tiện nghiệp cho chúng ta hưởng thụ. Hưởng thụ là phạm giới tâm hồn để họ chấp nhận cái này, nhưng mà đừng có hưởng thụ. Lấy cái duyên sinh này các con phải thấy được cái diễn biến của duyên sinh thì cái thấy mới là đúng. Thấy duyên sinh y như là duyên sinh thì đó mới là đạo Phật, thì cái thấy là quan trọng, cái duyên sinh đâu thấy là quan trọng, hiểu không? Tôi hiểu là nếu không hiểu thì tôi thì đó vậy, tôi giải hết mình tôi rồi, tôi không có cách làm nữa, theo thì tôi giải nói vậy là ví dụ là tới nè. Hóa là thời gian năm tới nó quên cái lỗi của ta, tôi cảm thấy đó nhưng tôi sẽ còn quý nhiệm sức ra ta sẽ làm nữa nha. Tôi giảm mọi hết rồi, đem hết khả năng tôi giảm ra cái chỗ mấy cái sai lầm này mình làm xong thì dễ bắt vô thường vô ngã khổ đau. Nghĩ vô thường là khổ đau, vô ngã khổ đau, Đức Phật không nằm trên cái thường đó, không nằm trên cái ngã sao, nghĩ Đức Phật khổ đau, ngày cũng già cũng bệnh cũng chết rồi. Như vậy là ngày khổ đau sai quá. Bây giờ vô thường vô ngã duyên sinh thì hay quá. Duyên sinh là đạo Phật, cái này có cái kia có, cái này sinh như thế là đạo Phật, bỏ cái này là không còn đạo Phật nữa, quá đúng nhưng mà quá sai. Thì chúng ta thấy chỗ đó khó, thì các vị tiền sư đó lòng mình không đạo biết rằng không theo thì nó lòng theo. Lấy cái giọng lòng các bạn, nó là giọng mà đừng khác. Tại sao không lấy cái biết lòng các bạn? Mình biết giọng thì mình không có nhắm mắt vào nữa, thì tức ly là không nhắm mắt nữa. Mình ly quỷ tức chân mà không nhắm mắt là gì? Là Phật. Thì là cái tri này là Phật. Chứ có gì đâu, mình biết chuyện đâu nữa. Mình đã biết giọng, mình được cái biết. Thì cái giọng đó cứ giọng, mình không chạy trốn cái giọng, mà cố định đi theo cái động không biết mất rồi, để cái động nó chuyển biến đi như là đó. Thì hồi xưa giờ mình bị ta chửi, bị ta làm nhục, làm phiền não mà đốt tôi phải cần, mà tại nó chửi tôi nghèo, tại ông bà ông chồng tôi khó khăn, tại cha mẹ tôi sống, cho nên tôi cũng phiền não, có vô lượng vô biên phiền não, phiền não vô số tệ nữa rồi, rõ đi còn cái trăm ngàn kiếp cô không hết. Cái loại đi nó vô số rồi. Nhưng mà nó có một cái biết rồi là bao nhiêu tiền não tan thôi, chỉ có thấy rõ tiền não. Vậy thì tiền não có 84 ngàn, vô lượng vô biên tóm lại có 84 ngàn, 84 ngàn tiền não tóm lại có 10 kiết sở, 10 kiết sở là tiền não đấy. Tham sân si mạn nghi ác kiến, hoặc là thân kiến nghi giới cấm thủ, tham dục sân, tham sắc, tham vô sắc, ngã mạn, phúc lực vô lượng, thì đó là theo tiểu thừa nên là cần cái kia là Phật tăng. Thì cuối cùng chết lại còn có tư tưởng, có một đó mà tư tưởng mình nói muôn ra thì muôn tự, mà con thời có một con tư tưởng thì có tư tưởng của ác, tư tưởng thiện, có chân tâm của tư tưởng, ngay trong tư tưởng là nhận cảm nhận lấy chân tâm của mình. Thì nhận lấy là đó là chơi rồi, con làm sống nữa, con cải sửa gì nữa. Mà nếu cải sửa rồi sống nữa thì cái chơi tâm nó ẩn ở đâu? Ẩn ngay trong giọng, nghe xong. Chúng ta đừng đi tìm chơi tâm. Phải càng đi tìm là càng nữa. Chúng ta từng đặt vấn đề, đặt vấn đề là cái ngôn, giải quyết vấn đề là sáng suối vô lượng cái ngôn. Thành ra đó là không phải đi tìm Phật, mà là Phật sẽ đến với mình. Khi mình biết tất cả mọi tư tưởng đều là dối rồi, thì tư tưởng sẽ yên lặng, biết là tất cả mọi lượng sống đều là giả dối. Chỉ biết vậy thôi, chỉ biết vậy thì mọi lượng sống yên lặng đi, thì cái biết này là chứ có gì nữa. Đi tìm dòng nước ba đâu, chỉ khi nào tất cả các lượng sống yên lặng không phải là diệt nó, không phải là trảm, không phải là diệt, mà để nó y như là nó. Chỉ thấy cái diễn biến của nó thôi.
thành ra thấy cái diễn biến của tư tưởng mà tư tưởng hiện hành nó phát hiện mình cái chấp nhận tư tưởng là giải quyết tư tưởng thì chết, mà không có tư tưởng thì có nước mà có sống, thì nước thì đang nước chết, nước thì cứ để sống chứ nhưng mà đừng dính mắc vào sống. Thì tư tưởng khởi là do căn tiếp xúc với trần đời phát hiện ngã thức diễn gặp nữa ba pháp này là xuất do nguyên xuất là họ do thiên họ mới có thái là tư tưởng. Cái diễn biến này mình phải thấy nó, đừng tiếp diễn nó, đừng chạy trốn nó, đừng cải sửa nó, để nó đi như là nó lặng lẽ nhìn nó thôi. Thì cái lặng lẽ này chính là thức tâm, hiểu không? Tôi đã hết mình tôi rồi đó, tôi không biết tôi đã tôi có trên đầu nhưng mà khi tới gặp được quả bom đó, tôi nói trước là tôi hỏi rõ mấy cái này nha. Vậy thì bây giờ vậy là tỏ rồi đó, tôi cũng mệt rồi. Bây giờ tôi mặc với câu hỏi nữa cho quý vị, thì nhà chúng ta không còn gặp nhau nữa không? Thì tôi nói tùy duyên, nếu quý vị tha thiết thì tôi cứ tha tôi xuống, còn quý vị không tha thiết thì tôi về. Tôi cố gắng mà quý vị tôi muốn quý vị thành Phật, tôi nói thật sự tôi không muốn nhận ở đường trời, mà tôi muốn quý vị ít nhất tôi qua đó một vài mặt lưu là không thể cố gắng. Bao nhiêu những pháp môn, bao nhiêu những cái tập khí, bao nhiêu những thói quen, bao nhiêu những cái tập, bao nhiêu những cái duyên, bao nhiêu những cái kiến thức phải thiết hơn. Thì hồi xưa thì tôi sao bây giờ phải làm nó hết. Xác luận là chưa có cái giết bỏ. Cái gì dễ thôi. Bỏ cái chứng ngủ bên ngoài, con gì cờ tế gì cũng cả những gì xuất gia duy sức. Rồi nhập sơ tiền, bị tiền, tam tiền, thân ra hỷ lạc. Bỏ luôn, cả cái này khó hồi xưa. Tôi cũng khó bỏ cái này. Tôi nhớ là lên đâu có hại ai đâu. Tôi đâu có ăn cắp ăn trộm đâu có gì cả. Tới lúc đó thì như tôi về cái mà tôi tập trung vào đối tượng thì thân an tâm hiệp. Thì thân tôi an quá rồi thì tôi là tập trung kỹ mạnh lâu sau rồi chứ tôi bỏ cái này cũng làm sao. Rồi bây giờ tôi truyền đón trong đó chánh niệm tỉnh giác thì thân lạc không lạc mất thân nhiên, chỉ còn tư tưởng là cảm giác toàn thân. Còn như thế này nó con lành quá mà xưa bị bỏ làm sao bỏ được. Bỏ rồi con tôi sống với ai? Con cái vậy này tôi mới sống được. Mà sống không có vấn đề làm sao sống. Nhưng với sự thử mà đi vào bắt nhau với vấn đề thì chúng ta thấy sống càng đó. Như vậy mới là đã có sống mà còn kẹt vào một cái nói thì làm sao mới lại nó vậy đó. Thành ra quý vị thấy là phải tính tất cả. Nghe là cũng nghe tất cả. Ví dụ là nghe tiếng niệm Phật, tập trung là tiếng niệm Phật. Mà khi có tiếng la đô, tiếng ca giọng cổ, tiếng tân nhạc rồi kia, tiếng mỗi lần quý vị tập trung vào tiếng ca tân nhạc thì không hay như những cái gì. Cái đó là thế cái người chọn. Quý vị tu là tập trung vào tâm niệm Phật, tập trung vào một đối tượng quên tất cả mọi đối tượng khác. Thì giống như mấy người xì ke mà cái hút rồi nó tới nó quên gì đó. Giống như đứa bé nó vậy, mình thấy có đẹp trẻ tới đó như này. Thì mình thấp nhận nó là đẹp đó. Nhưng mà có mình có thưởng hết. Người là cái xuyên già, nó là cái xuyên cấp. Thành nó bác nhỏ không thấy chỗ đó, không có đối tượng. Thì nghĩa là sao? Là khi tôi nghe cái niệm Phật, nghe chỉ nghe mà thôi. Thì tiếng mỗi lần tôi nghe luôn. Tôi nghe luôn tiếng chó sủa, tôi nghe luôn tiếng ca nhạc cổ, tôi nghe luôn cái tâm nhạc. Mà tôi không biết mất là tiếng nào tôi trở về, tôi nghe chỉ nghe mà thôi. Thành ra tôi nghe trong vô lượng tiếng mà không nghe cái gì hết. Chỉ có cái tấm nghe. Đó là bắt nguồn. Hiểu không? Làm được không? Tôi cho quý vị 30 năm đó. Tôi cũng làm chưa nổi. Nhưng mà tôi được cái tôi. Nhưng mà cái tôi thì tôi làm hàng thôi. Vì cái tập kiến tôi cũng nặng. Tôi là hoàn phương. Nó cứ trở lại cái điều mà trở lại cái biết mắt rồi. Bắt đầu có tư tưởng nghe bán là nó hơi từ hai trận trốn cả rồi. Tôi vô những cái dòng phát, những cái bãi biển, những trời hay non nước là cái Phật tánh này tôi không tìm nó được mà khi ở trong cảnh nó hiện rồi mà tiếp xúc như vậy là nó không được. Tại sao vậy? Tại mình chuẩn bị, mình cứ sợ người ta tìm, mà cứ sợ làm sao bắt nhã hiện. Người ta cho tí ví dụ để cái gì để có bắt nhã tư tưởng nó khói vô cùng. Nó hồi xưa đó có một vị tỷ tướng nó đứng nghe người nói ông thiền sư gì đó tôi chơi. Thì ông giải pháp rất hay, ông này để trước là trên mưa dưới đồng. Tức là có rất cao, ông rất là mất độc. Ông nghe cái vị thiền sư nói giải.
là do thiên nhiên chân không do một những bất giác nó sinh ra ai lại ra thì từ đó mới có tất cả thứ sinh thì chân là duyên minh do những bất giác sinh ra vô minh thì mới có chúng sanh bây giờ mà từ xưa giờ chúng ta đã là duyên minh đã là chân không nhưng mà tại một những bất giác không có giữa tại nào không biết được rồi họ sẽ có vấn đề nói mặt thiền sư tại sao mình đã là duyên minh rồi tại sao nhổ được những bất giác chi để trở lại vô minh như vậy thì phật chừng nào mới nhổ những bất giác để mình trở lại vô minh nữa thì tôi chứ vậy vô minh là từ đâu mà có mặt thiền sư cho con biết cái nguyên nhân cái nguồn gốc vô minh là từ đâu mà có thì tôi thấy là cái thiền thiền tôi nó rất hay không giải thích cái này không thể giải thích được thì thiền sư biết gì tể trước hổ giả mô phật giả mô phật nói sao cái thằng muốn quấy ông là cái thằng muốn cái đồ ăn cắm xuống ông hỏi cái con gì mà ước kỹ mà luôn suy còn hơn nó không nói được ông chửi nặng quá mà trước một số phật tử rất đông ông tể tướng là mặt đỏ rồi từ nhỏ biến thành xanh tay chân vương rồi mà thiền sư cô có nói gì mà thiền sư cô có nói gì mà cô lỗ đâu mà thiền sư cỡ chửi con tức mặt hiện tính đến đâu chửi một cách tục tiễn một cách đê à mình có thì thiền sư nói đó đó vô minh từ đó mà phát tâm hôm nào cũng có để cả hôm nay đó vô minh từ đó mà phát từ đâu mà không có vô minh từ đó mà không sanh là thiếu chánh niệm tỉnh giác mà ai có chánh niệm tỉnh giác nhập lưu nó có một phần tư nhất giảng lai và thánh thứ hai hai phần tư bất lai thứ ba phần tư đây là thánh đó. Nếu mà chánh niệm tỉnh giác rồi thì là thánh nhưng mà thánh có một phần tư một ba phần tư tư tưởng ba phần tư lương hồn tới ai là hai phần bốn phần tư chánh niệm tỉnh giác đây mới là thánh thật rồi thôi bây giờ tôi xin đọc chút xíu để quý vị chưa nha những cái thắc mắc của tôi quý vị không bao giờ chắc được rồi. Quý vị chắc định tỉnh giác theo bất lai rồi. Quý vị không cần chắc. Và tất cả những con câu tự nhiên với sự. Còn quý vị trao đi thế tư tưởng là sanh số được thứ đó. Thì tôi nói vì đây mình thấy là cái pháp môn đối trị nó nguy hiểm. Càng đối trị chừng nào càng sanh số được chừng đấy. Tôi đã khổ đau cái mặt, nó lẫn nhấn tôi. Rồi cái này mà có đường chí quá, quý vị nên mua coi. Cái này quý vị thấy cái chỗ sai lầm, quý vị không thấy nổi đâu. Còn cái này nó dễ dàng, bắt sai lầm lấy chỗ sai lầm dễ dàng, vô thường vô ngã, khổ đau thì nó bắt sai. Còn cái vô thường vô ngã mà duyên chân duyên khởi thì cái này khó mà không được. Duyên khởi là đạo Phật, ngoài duyên khởi không còn đạo Phật nữa. Thành ra mình thấy chỗ làm nghiêm quá lâu như thế. Có nhiều chị ra là mấy tiến sĩ mà thật ra ra là cũng là biết là phải học nhưng tôi thấy được người nói chánh tâm thất xứ trên tâm bảy lần trình tâm lên tâm lần thứ bảy là con nhớ còn giảng nói là chúng sinh tức Phật Pháp luôn chân luôn và mình cuối cùng thì chúng ta thấy cái thấy mới là chánh thấy được chúng sinh thấy như thật thấy thấy chỉ thấy mà thôi thì cứ thấy mà chúng ta đâu có rồi thấy cái gì mới như chứ đó thì đó chúng ta nhớ ra từ nhỏ chúng ta đến nhiều khi nào cái bài giảng thực tập chúng ta thấy đúng đó thì cái gì phải có con mắt là có thì tới cái học cái này thì cái gì sẽ được một chỗ xa nào nhìn học ra thì cái gì sẽ được một chỗ này nào thì tôi khác rồi nha thì bây giờ tôi sẽ đưa ra mấy cái mình ghi nha là số một là khổ khổ loại khổ hành khổ khác nhau như thế nào? Tôi có giảng rồi nhé. Nhưng mà tất cả các vị thiền sư, các vị mà
học giả đây là các chúng tôi thì người ta có giải pháp khổ khổ ngoài khổ hành khổ, người ta giải là khổ khổ là khổ tỏ, còn hành khổ là lạc tỏ, và hành khổ là bất lạc bất tỏ, còn không là gì thì các con giả ông trước tôi có giải rồi thì người ta có. Còn thứ hai là quý vị giả lợi nhân quả tổng nghiệp chưa có đầy đủ, chưa có đầy đủ nghiệp của bốn đường ác, nhân quả bốn đường ác, nghiệp của người là trời là đất, nghiệp của sơ tiền nghiệp nghiệp tam tiền khác nhau xa, ví dụ đây như chi tiết đó, còn nghiệp của nhập lưu nhất giả lai bất lai nghiệp nhân quả a la hán là khác, còn bồ tát cũng như lai là khác, từ ngã đại cho tới đồng. Còn cái thứ ba là của tôi là tự ngã của tôi, hay là ta của ta là tự ngã của ta. Ba cái này khác nhau sao? Giải thích được cho thí dụ, mỗi cái này giải thích được cho thí dụ hết. Còn cái thứ hai là Đức Phật không thông người nữ xuất gia thì ở tại thành Xá Vệ, Đức Phật đã ba lần từ chối và từ xa quân ba mà sợ cái gì? Thế mà tôi ngồi trước nhà thế mà cái cáo đầu mà y lục dẫn 500 người nữ đi tới chỗ gì có thể đi qua nước khác thì mới làm sao ra được tiền trả mẫu tốt. Bây giờ tụi con cáo đầu hết tụi con mà đi học tức và cái chấp nhận tụi con chấp thật đủ ba lần thì thấy rất là thẳng thắn quá. Trời đau lòng, mà sợ nó đem lòng mẹ, em của mẹ lộn mình. Em lòng này, sẵn sàng này nảy luôn. Vì mà không thấy gì được, mà ra cửa xuống. Cái lũ ba tầng người là chúng tôi biết có tầm. Thì phải ra cửa xuống. Thì anh An cũng vô, xin. Anh An mới kể câu, như Phật Pháp kể câu vậy. Từ nhỏ thì bà vui làm sao khi mà Thái tử sanh ra bảy ngày thì mẹ buộc Thái tử mất. Thì mà nó sợ bây giờ là em ruột của mẹ này nuôi cho cái nước khôn như lần mà hôm nay là phủ nhận mà chuyện nó đã lỡ hết rồi cạo đầu mặt y rồi mà ngày rút về nó kể từng lúc thì rất là nó thôi anh em ta đã quyết định rồi đưa ra nói bà mà sao bây giờ đi về nước mặt vừa phá lại thì anh em đang nghĩ lần thứ hai lần thứ ba biết là cũng đuổi anh em mới hỏi bạch Thế Tôn như vậy là người hữu tu có đắc thắng quả hay không? Thì Đức Phật trả lời cho người hữu dễ đắc thắng quả hơn người nào? Tức là đi nữa đắc thắng quả hơn ta. Đừng thường cao nha. Nhưng mà Phật thì trả lời sao? Tại sao vậy? Tại sao đi dễ người hữu dễ đắc quả hơn ta mà lấy đủ người ta? Không cho người ta đắc, không cho người ta thích ra mà lấy cái dễ đắc thắng quả. Đức Phật nó có giải thích tại là con không ngọt, tại là chắc biết. Thì tôi không biết. Giờ tôi hỏi được cái gì, vì thầy thế anh em giải thích cho tôi. Thế tại sao như vậy? Thì tới gặp nhau thì nó biết vấn đề này, thấy không? Rồi, cái thứ năm là người trời một giới, tư tạo nhập luôn. Cảm ơn gì chứ? Thì sao? Không có đọc cái gì không? Hả? Ông điều khiển thì tôi nắm micro điều khiển thì tôi có biết gì đâu. Tôi đi. Yeah.
Cánh đồng người cần khô nằm khát vọng, đời nước miền tâm nhỏ xuống thắm đời cày, cho hạt từ mi mưa pháp xuống thân này, cho cánh đồng người để ngày thôi khô cháy. Bao năm rồi con nhớ lời thầy dạy, ngày con quý thầy lên bục giảng đường, truyền trao cho con muôn vàn tình thương. Thầy khuyên chúng con đừng lầm lối sai gặp thầy giữa mưa rừng gió núi, thầy đã về đây anh cần giảng dạy cho người, là sư gia Như Lai thầy đi mãi, mang niềm vui thầy trao khắp nhân loại, tâm của thầy mãi là tâm đại hải, là trùng dương là ánh sáng soi. Thầy ơi, dù ở phương trời nào, thầy vẫn mãi là thầy của con. Dù đi đâu, về đâu, con vẫn kính và nhớ thương thầy mãi mãi. Cánh đồng người cần khô nằm khát vọng, đời nước miền tâm nhỏ xuống thắm đời cày, cho hạt từ bi mưa pháp xuống thân này, cho cánh đồng người đến ngày thôi khô cháy. Bao năm rồi con nhớ lời thầy dạy, ngày con quý thầy lên bục giảng đường, truyền trao cho con muôn vàn tình thương. Thầy khuyên chúng con đừng lầm lối sai thầy giữa mưa rừng gió núi, thầy đã về đây anh cần giảng dạy cho người, là sư gia Như Lai thầy đi mãi, mang niềm vui thầy trao khắp nhân loại, tâm của thầy mãi là tâm đại hải, là trùng dương là ánh sáng soi đường, tâm của thầy mãi là tâm đại hải, là trùng dương là ánh sáng soi
cắn đồng người, cắn khô nằm khát vọng đời nước miền tâm nhỏ xuống thắm đời cày, cho hạt từ bi mưa pháp xuống thân này, cho cắn đau người để ngày thôi khô cháy. Bao năm rồi con nhớ lời thầy dạy, ngày con quý thầy lên bục giảng đường, truyền trao cho con muôn vạn tình thương. Thầy khuyên chúng con đừng lầm lối sai. Hôm nay con lại gặp thầy giữa mưa rừng gió núi, thầy đã về đây anh cần giảng dạy cho người, là sư gia Như Lai thầy đi mãi, mang niềm vui thầy trao khắp nhân loại. Tâm của thầy mày là tâm đại hải, là trùng dương, là ánh sáng soi đường. Tâm của thầy mày là tâm đại hải, là trùng dương, là ánh sáng soi.